Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 361, Tô Cẩm, ta nhỏ yếu bất lực lại dễ khi dễ. Cô cẩm nhìn về phía chu tổ trưởng, nàng chậm rãi mà hỏi, nếu như ta nếu là cự tuyệt đâu, sẽ có hậu quả gì? Cô cẩm hỏi ngay thẳng, chu tổ trưởng sắc mặt nhanh chóng lướt qua một vòng xấu hổ, hắn trầm giọng về nàng, cô cô nương, tình huống hiện tại ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, chúng ta đặc thù tiểu tổ chiếm cứ có lợi điều kiện, cho nên cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt ngươi người là ta, nói một cách khác, nếu như ngươi không giao cho chúng ta đảm bảo, các ngươi chuyến này hồi kinh trên đường sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Đến lúc đó, những người kia chưa chắc sẽ còn khách khách khí khí thương lượng với ngươi. Lời này rõ ràng chính là đang uy hiếp Tô Cẩm. Tô Cẩm nhíu mày, ánh mắt tại chu tổ trưởng trên thân dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó rơi vào sở lâm trên thân. Sở lâm nắm chặt nắm đấm, phản phất tùy thời muốn bột phát bộ dáng. Vài giây đồng hồ về sau, sở lâm hướng về phía chu tổ trưởng gầm thét, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đem thiên lôi phù giao cho ngươi. Chu tổ trưởng không nhìn Sở Lâm gầm thét, một cái không có hữu đạo đi tu vi nhỏ củi mục, hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại là Tô Cẩm, ấm giọng hướng về phía Sở Lâm vẫy vẫy tay, đồ đệ, đến vi sư chỗ này tới. Sở Lâm ánh mắt bi thống đi qua, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Tô Cẩm trước mặt, hai tay ôm lấy Tô Cẩm liền bắt đầu ngao ngao khóc, sư phụ thật xin lỗi, là lỗi của ta, sớm biết nên để ta chết tại Vương đạo trưởng trong tay, ta liền không nên lấy ra Thiên Lôi phù bảo mệnh ô ô ô, sư phụ ta không còn mặt mũi đối sư tổ, không còn mặt mũi đối tổ sư gia, tô cẩm thần sắc nặng nề sờ sờ sở lâm đầu, việc này không trách ngươi, nói tới nói lui hay là bởi vì vi sư không đủ cường đại, nhìn nhỏ yếu bất lực lại dễ khi dễ, một mực trầm mặt nguyên cảnh, lột quyết động tác dừng lại. Sau đó lại tiếp tục lột quyết, nửa phút đồng hồ sau, tô cẩm nhìn về phía chu tổ trưởng, chu tổ trưởng nói lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, về sau, nàng vỗ nhẹ sở lâm tay, sở lâm tâm không cam tình không nguyện từ trong ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đây là ta cuối cùng một đạo thiên lôi phù, nghe vậy, chu tổ trưởng hai mắt trực câu câu nhìn chầm chầm cái hộp kia, hận không thể lập tức đoạt tới, liền hứa hội trưởng ánh mắt, cũng không có từ cái hộp kia bên trên rời đi, tô cẩm từ sở lâm trong tay tiếp nhận hộp, sau đó chăm chú nhìn chu tổ trưởng, việc này can hệ trọng đại, mặc dù ngươi nói ngươi là lĩnh nhiệm vụ mà đến, nhưng ta cảm thấy, để cho an toàn, vẫn là tại chỗ mở video hội nghị, để ngươi vị thủ trưởng kia tận mắt một chút tương đối tốt, đồng thời ta đề nghị lại tìm mấy vị nhân chứng cùng một chỗ vây xem, dạng này cũng có thể tránh một chút phiền toái. Chu tổ trưởng suy tư một lát, nói thẳng, cái này sự tình ta muốn trước hết mời bày ra một chút. Đây không phải hắn có thể làm chủ, tô cẩm gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời. Sau đó, tô cẩm một tay cầm hộp, một tay nắm bắt lột tốt quyết, bộ dáng nhìn cũng không nửa phần thẩn trương, ngược lại có chút khí định thần nhàn dáng vẻ. Chu tổ trưởng vô ý thức nhìn tô cẩm liếc mắt, giống như là sợ hãi tô cẩm tại nghẹn cái gì đại chiêu, phát giác được hắn ánh mắt, tô cẩm ngẩng đầu, cười một mặt vô hại. Chu tổ trưởng yên tâm, ta sẽ không dùng thủ đoạn gì, có điều, đã ta nguyện ý đem lá bùa này giao cho các ngươi, vậy các ngươi phải chăng cũng nên có chút biểu thị, ngươi có ý tứ gì? Chu tổ trưởng lập tức cảnh giác lên, tô cẩm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chu tổ trưởng, lá bùa này trong mắt ta chính là phiền phức. đã các ngươi muốn, ta cũng không phải không thể làm cái thuận nước dông thuyền. nhưng cái này dù sao cũng là bảo vật. chúng ta huyền thanh quan lại tương đối nghèo, ngươi cảm thấy ta là có ý gì? cũng không thể đem bảo vật này bạch bạch tặng cho các ngươi a. À. ngươi thấy ta giống đồ đần sao? chu tổ trưởng dây hiểu. a, à, bọn hắn muốn tiền. nếu là cái này sự tình có thể sử dụng tiền giải quyết, kia không thể tốt hơn. dù sao, đặc thù tiểu tổ vẫn là muốn mặt. Chu tổ trưởng lập tức đem tô cẩm ý tứ hồi báo cho cấp trên, vị kia cao tầng cũng rất nhanh cho hồi phục, đồng ý dùng tiền mua hạ cái này đạo thiên lôi phù, cũng đồng ý mời mấy cái đạo môn người cùng một chỗ chứng kiến, dù sao hắn cũng lo lắng tô cẩm làm cái gì tiểu động tác, có người chứng kiến, cũng để cho bọn hắn cẩn thận phân biệt một chút đạo phù này giấy có đáng giá hay không phải hắn tốn tâm tư, thế là, 10 phút sau, một cái video hội nghị mở ra, trong bao xương thêm ra đến mấy cái HD camera, Tô Cẩm trước mặt còn có một đài máy tính. Tô Cẩm tùy ý nhìn lướt qua, trong tấm hình người, nàng cũng không nhận ra, tam thanh quan chủ ở một bên hảo tâm giới thiệu, mấy vị này là đạo môn hiệp hội người, mấy vị này là những nhà khác quan chủ. Tô Cẩm ngồi một tiếng, trực tiếp liền đem cái kia chất gỗ hộp mở ra, hộp mở ra kia một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập linh lực lá bùa ánh vào đám người tầm mắt. Tô Cẩm duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, thiên lôi phù lập tức bay đến lòng bàn tay của nàng phía trên. Vì để cho những người này nhìn rõ ràng hơn, cô cẩm trực tiếp đem thiên lôi phù bỏ vào camera dưới đáy, đồng thời toàn phương vị biểu hiện ra. Các vị xem trọng, đây chính là ta huyền thanh quan bảo vật thiên lôi phù. Ngay sau đó chính là sở lâm ở nơi nào các loại giới thiệu, cùng tuyên truyền thiên lôi phù khó được cùng lai lịch. Đơn giản dùng một câu đánh giá, sở lâm dễ dàng đem những người kia lắc lư sửng sốt một chút. Có điều, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này đạo thiên lôi phù quả thật là kiện trân phẩm cho nên những người kia cũng tin đây là trấn quan chi bảo. Dây lát, tô cẩm đem thiên lôi phù cất kỹ, phóng tới cái hộp nhỏ bên trong. Hôm nay làm phiền nhiều người như vậy, cũng là nghĩ để chư vị làm chứng. Ta định đem đạo phù này ra tay cho đặc thù tiểu tổ người, xem như trận giao dịch đi. Nói xong lời này, tô cẩm liền an tĩnh ngồi ở một bên. Chu tổ trưởng vị thủ trưởng kia cũng không có vội vã ra giá, mà là trước hết nghe nghe mấy vị kia người trong đạo môn đánh giá. Về sau, hắn mới lên tiếng, ta ra 100 vạn. Tô cẩm mắt nhìn trong video gương mặt kia, lập tức liền cười, vị tiên sinh này, ngài là nghiêm túc sao? Người kia sắc mặt biến đổi, tăng giá nói, 2 triệu. Tam thanh quan chủ tại chỗ liền cười ra tiếng, đây chính là phẩm tướng tốt nhất thiên lôi phù, bất kỳ cái gì tà ma tại trước mặt nó, không chịu nổi một kích, liền xem như có trăm năm đạo hành lệ quỷ, tại thiên lôi phù phía dưới, cũng phải thành thành thật thật, hai triệu ngươi liền nghĩ mua đi ngươi không bằng trực tiếp ăn cướp trắng trợn được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tô Cẩm liền ưu thương nhìn về phía mấy vị khác đạo quán quan chủ, kỳ thật đạo phù này cũng không phải nhất định phải bán cho đặc thù tiểu tổ, các vị tiền bối nếu là thêm chút đi nhi tiền, ta cũng là có thể xuất thủ, dù sao chúng ta huyền thanh quan đến bây giờ liền nói xem đều xây không dậy nổi, ta ra 5 triệu, Tô Cẩm vừa nói xong, liền có người nhịn không được kêu giá, loại này phẩm tướng cực tốt thiên lôi phù, liền bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy, đừng nói đặc thù tiểu tổ, bọn hắn cũng rất là tâm động, 8 triệu, 1 ngàn vạn. Tô Cẩm nghe được giá tiền, kém một chút nhi liền không kèm được cảm xúc, không uổng công nàng trong đêm họa ba đạo phù, nàng thật đúng là rất cảm tạ hứa hội trưởng, mắt nhìn thấy giá tiền còn tại kéo lên, mà vị kia đặc thù tiểu tổ cao tầng, sắc mặt cũng đang dần dần biến đen, chương 362, đưa phù đào hố, Tô Cẩm cười tủng tỉm đánh gãy mấy người kia kêu giá, ta suy nghĩ một chút, vị tiên sinh này, dù sao cũng là các ngươi đặc thù tiểu tổ trước tìm tới ta, ta cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người, như vậy đi, một ngàn vạn, một tay giao tiền, một tay giao thiên lôi phù, sau đó, tô cẩm lại nghiêm túc nhìn về phía mấy vị kia điên cuồng kêu giá đạo quán quan chủ, các vị tiền bối, dù sao ta bây giờ còn đang lưu hồn trấn, các ngươi chụp được lá bùa, ta cũng không thể kịp thời đưa qua, vạn nhất trên đường này ra một chút ngoài ý muốn, sợ là phiền phức cực kỳ nhưng nếu là lá bùa bán cho đặc thù tiểu tổ giao cho chu tổ trưởng về sau trên đường này phát sinh chút gì sự tình cũng đều không có quan hệ gì với nàng dù sao bọn hắn đã ngân hàng thanh toán xong tô cẩm trực tiếp liền đem chính mình ý tứ đặt tới bên ngoài những người khác nghĩ nghĩ cũng đúng là dạng này chỉ đổ thừa bọn hắn không có kịp thời chạy tới tiếp tục tranh đoạt kêu giá cũng không có tác dụng gì vạn nhất tô cẩm trên đường xảy ra chuyện chẳng phải là không tốt nhưng lá bùa này rơi xuống chu tổ trưởng trong tay liền không giống, cho dù có người muốn cướp, cũng phải nhìn xem có thể hay không chọc nổi toàn bộ linh cục. Chu tổ trưởng hiếp hiếp mắt, cái này tô cẩm, hoàn toàn chính xác không thể kinh thường. Nàng rõ ràng đã sớm quyết định chủ ý, muốn đem lá bùa bán cho bọn hắn đặc thù tiểu tổ, nhưng lại ngại giá tiền thấp, cố ý để mấy người kia kêu giá. Kể từ đó, đặc thù tiểu tổ xuống đài không được, ra cái này một ngàn vạn, còn để người cảm thấy bọn hắn đặc thù tiểu tổ chiếm hết tiện nghi hơn nữa còn để bọn hắn thiếu cái ân tình thật đúng là giỏi tính toán a à. chu tổ trưởng mặc dù bất mãn nhưng cũng không có cách dù sao nhiều người nhìn như vậy bọn hắn cũng không có khả năng ăn cướp trắng trợn cũng may cái này một ngàn vạn cũng không tính là gì hai phe giao dịch miễn cưỡng xem như rất vui sướng đạt thành tô cẩm đem lá bùa dao đi qua thời điểm mặt mũi tràn đầy viết không bỏ sở lâm cũng là đau lòng nhìn qua thiên lôi phù chu tổ trưởng ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi bảo vật. Chu tổ trưởng bưng lấy cái này một ngàn vạn thiên lôi phù, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mà lại cái này hộp vừa tới trong tay hắn, hắn liền cảm nhận được linh lực mang tới ấm áp, lá bùa này, đích thật là trân phẩm. Ngay tại video hội nghị phải kết thúc thời điểm, xem trò vui hứa hội trưởng, đột nhiên xuất hiện một câu, tô quan chủ, các ngươi cũng chỉ có cái này một đạo thiên lôi phù sao. Ta nhớ được sở đạo hữu xuất thủ thời điểm, thế nhưng là ném một cái thiên lôi phù đâu vừa mới nói xong tràn đầy yên tĩnh tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem tô cẩm một cái thiên lôi phù một cái đây cũng quá ngang tàn đi tô cẩm mắt nhìn sở lâm sở lâm lập tức giải thích hứa hội trưởng nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm ta xác thực ném một cái lá bùa nhưng kỳ thật bên trong chỉ có một đạo là thiên lôi phù cái khác đều là không có tác dụng gì lá bùa nói ra thật xấu hổ nếu không phải ngươi xuất hiện ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy thoát thân hứa hội trưởng còn muốn nói nhiều cái gì lại bị tô cẩm vượt lên trước một bước hứa hội trưởng vấn đề này hỏi rất hay đã hứa hội trưởng hỏi vậy ta cũng thoải mái lấy ra trừ đồ đệ của ta trên thân có một đạo thiên lôi phù bên ngoài trên tay của ta còn có hai đạo thiên lôi phù tô cẩm nói xong cũng lấy ra hai đạo thiên lôi phù cái này hai đạo thiên lôi phù vẫn như cũ là phẩm tướng vô cùng tốt nàng còn chưa nói xong liền có người bắt đầu kêu giá muốn mua tô cẩm lắc đầu chững chạc đàng hoàng biểu thị ngượng ngùng a à các vị tiền bối cái này hai đạo thiên lôi phù ta không có ý định bán đi ta dự định đưa cho hứa hội trưởng hứa hội trưởng lúc ấy liền sững sờ cái gì muốn đem lá bùa đưa cho hắn là tô cẩm điên rồi vẫn là hắn đang nằm mơ tô cẩm tiếp tục nói một là vì cảm tạ hứa hội trưởng cứu đồ đệ của ta hai là kính để hứa hội trưởng đại công vô tư cho dù là đồ đệ của mình cũng có thể quân pháp bất vị thân cho nên cái này hai đạo lá bùa một đạo đưa cho hứa hội trưởng làm hắn vật phẩm tư nhân một đạo khác thì là đưa cho đạo môn hiệp hội hứa hội trưởng cũng coi là ta vì đạo môn tận một đạo sức mọn câu cẩm nói gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng hiên ngang lẫm liệt nàng trực tiếp liền đem hai đạo thiên lôi phù đưa đến hứa hội trưởng trước mặt hứa hội trưởng lập tức ý thức được câu cẩm đây là tại cho hắn đào hố muốn đem hỏa lực tập trung đến trên người hắn hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng trước mắt cái này hai đạo thiên lôi phù. Để hắn không cách nào nói ra cự tuyệt, cho dù biết tô cẩm cho hắn đào cái hố, hắn cũng chỉ là do dự một cái chớp mắt, sau đó lập tức cam tâm tình nguyện nhảy vào, có điều, hứa hội trưởng vẫn là chú ý cẩn thận kiểm tra một lần lá bùa. Xác nhận cái này hai đạo lá bùa cũng không có vấn đề gì về sau, hắn đứng người lên, đỉnh lấy một đống ánh mắt ghen tị, trịnh trọng nói tạ cảm tạ tô quan chủ vì ta đạo môn làm cống hiến ta cảm thấy loại sự tình này nhất định phải thật tốt khen ngợi một phen tam thanh quan chủ tiếp một câu lập tức phát cái đám bạn bè khen ngợi tô cẩm một phen cái này sự tình nhất định phải để chỗ hữu đạo cửa đệ tử đều biết cứ như vậy liền sẽ không lại có người vì cái gọi là bảo vật lại tìm tô cẩm phiền phức mà là muốn cân nhắc một chút mình phải chăng có tư cách đi đoạt đặc thù tiểu tổ lá bùa còn hữu đạo môn hiệp sẽ trong tay lá bùa Hứa hội trưởng qua loa ứng tam thanh quan chủ một câu, sau đó không kịp chờ đợi rời đi gian phòng. Hắn hiện tại thế nhưng là giấu trong lòng hai đạo thiên lôi phù người, hắn giá trị bản thân soạt 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 đề cao, hắn phải mau chóng rời đi nơi đây. Chu tổ trưởng sắc mặt bất mãn nhìn chầm chầm tô cẩm, bọn hắn đặt thù tiểu tổ hoa một ngàn vạn, mà cái này hứa hội trưởng một phân tiền không tốn, lại đến tay hai đạo lá bùa, cái này khiến trong lòng bọn họ phá lệ không cân bằng. Tô cẩm thấy tam thanh quan chủ đi xa, nàng nhẹ nhàng đối chu tổ trưởng nói câu chu tổ trưởng đừng nhìn ta như vậy hiện tại lá bùa với ta mà nói chính là cái khoai lang bỏng tay ta cũng không thể tiếp tục giữ lại a à. mà lại hứa hội trưởng cái này người quả thật không tệ ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thật tốt sử dụng cái này thiên lôi phù chu tổ trưởng hừ lạnh một tiếng lời này nghe được hắn lập tức dâng lên không ít lửa giận tức giận dâng lên chu tổ trưởng cũng không rảnh phản ứng tô cẩm quay đầu liền đuổi theo tô cẩm nhìn bóng lưng của hắn hơi xúc động người trẻ tuổi a đến cùng là chịu không được châm ngòi cũng không biết có thể hay không cùng hứa hội trưởng đánh lên nếu là đánh lên vậy thì có ý tứ tam thanh quan chủ thở dài tô quan chủ a thiên lôi phù sự tình ngươi cũng muốn mở một chút nếu có cơ hội ta nhất định cùng người của tổng bộ cáo một hình lời còn chưa nói hết liền gặp thống khổ vạn phần sở lâm lấy lòng tiếng đến tô cẩm bên người sư phụ ta diễn kỹ không sai đi tô cẩm gật gật đầu rất tuyệt Nhà nàng đại đồ đệ diễn kỹ càng ngày càng tốt, liền chính nàng, diễn kỹ cũng tại soạt 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 tăng vọt, ai, sinh hoạt không dễ, a cẩm bị ép diễn kịch, nàng thật đúng là quá khó, tam thanh quan chủ có chút mờ mịt, tô quan chủ các ngươi, không thương tâm sao, bảo vật bị cướp a, tô cẩm không thèm để ý khoát khoát tay, một đạo thiên lôi phù, một ngàn vạn, ta kiếm, thấy tam thanh quan chủ thần sắc ngốc trệ, tô cẩm cười hì hì lại lấy ra một xấp thiên lôi phù, nàng tại tam thanh quan chủ trước mặt lung lay nhìn ngươi thuận mắt ta miễn phí đưa ngươi một đạo phù a tô cẩm tiện tay đưa hắn một đạo phù sau đó đem còn lại thiên lôi phù chia hai phần cho sở lâm cùng nguyên cảnh tam thanh quan chủ nhìn xem bày ở trước mặt cái kia đạo thiên lôi phù đột nhiên sững sờ ở nơi nào không biết nói cái gì nguyên lai like, hứa hội trưởng nói sở lâm hướng vương đạo trưởng đập lên người một cái thiên lôi phù vậy mà là thật đột nhiên tam thanh quan chủ không hiểu hỏi cho nên Ngươi chỉ là đơn thuần muốn đem hỏa lực dẫn tới hứa hội trưởng còn có đặc thù tiểu tổ trên thân. Tô Cẩm gật gật đầu, chỉ có điều, đáy mắt ý cười có chút ý tứ sâu xa. Đặc thù tiểu tổ đạo phù kia giấy đúng là hàng thật giá thật thiên lôi phù, dù sao người ta dùng tiền mua, về phần hứa hội trưởng trong tay hai đạo thiên lôi phù, đây chính là nàng hoa tâm tư cùng thời gian, đi suốt đêm ra tới, liền vì cho hứa hội trưởng một cái tiểu kinh hỷ, chương 363, hồi kinh con đường, tô cẩm suy nghĩ, Hứa hội trưởng ở trên người nàng hoa nhiều ý nghĩ như vậy, nàng cũng không thể để hứa hội trưởng ăn thiệt thòi, không cho một chút tiểu kinh hỷ, thực sự nói là không đi qua. Nàng tin tưởng, hứa hội trưởng nhìn thấy tiểu kinh hỷ thời điểm, nhất định sẽ phi thường, kinh hỷ, tô cẩm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tam thanh quan chủ trầm mặt một hồi, đột nhiên tách ra một cái ý cười, xem ra là ta quá lo lắng, bây giờ những người tuổi trẻ này a à, không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại giỏi về biến báo lại không là những cái kia không biết biến báo lão cổ bản mấy người dự định ăn điểm tâm xong liền lập tức rời đi dù sao cái này lưu hồn trấn thực sự là không tiện đợi tiếp nữa lưu hồn trấn thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh nếu là lại bởi vì tô cẩm nguyên nhân nhấc lên phong ba sợ là lại muốn xảy ra vấn đề cái này hứa hội trưởng cũng là nhân tin cầm tới lá bùa không nói hai lời liền hướng lữ điếm đuổi trở về hắn thật nhanh thu thập hành lý liền muốn rời khỏi chỉ có điều còn chưa đi ra đi liền gặp phải chu tổ trưởng hai phe nhân mã đối đầu chu tổ trưởng bên này chiếm nhiều người ưu thế hắn há miệng liền bắt đầu âm dương quái khí nói chuyện chanh chua hứa hội trưởng nghe cũng không tức giận chỉ cười nói câu chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi đây mới là trọng yếu nhất trên người bọn họ đều mang lá bùa nhất là chu tổ trưởng đây đối với hắn đến nói là cái nhiệm vụ rất trọng yếu tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn vì để tránh cho phức tạp chu tổ trưởng không có cùng hứa hội trưởng tiếp tục giật xuống đến quay đầu liền dẫn người rời đi hứa hội trưởng cũng là nhanh chóng tìm chiếc xe trực tiếp dùng tiền ra mua sau đó không kịp chờ đợi rời đi lưu hồn trấn đợi tô cẩm cùng tam thanh quan chủ bọn người trở về thu dọn đồ đặt thời điểm hứa hội trưởng đã sớm chạy không thấy tam thanh quan chủ thổn thức không thôi cái này lão hứa a không tử tế mà lại nhiều đầu óc còn tốt hai người bọn hắn lão niên đoàn đã sớm tán mấy người thu thập xong hành lý liền rời đi lưu hồn trấn xe nhanh mở ra lưu hồn trấn thời điểm tô cẩm nhìn thấy lưu hồn trấn bia đá bên cạnh vây quanh mấy người dường như vì trên tấm bia đá ba chữ mà ưu thương nguyên cảnh nhìn tô cẩm liếc mắt dường như nghĩ hỏi thăm tô cẩm muốn hay không xuống dưới nhìn một chút tô cẩm lắc đầu không cần chúng ta trực tiếp rời đi mặc kệ là lưu vân trấn vẫn là lưu hồn trấn nơi này đều sẽ khôi phục nguyên bản bình tĩnh về phần kia trong lúc đó phát sinh qua sự tình cũng đã lật bản vừa ra lưu hồn trấn Tô Cẩm liền nói, chúng ta đợi một lát đổi con đường đi, được. Nguyên cảnh không có hỏi lý do, dựa theo Tô Cẩm ý tứ đổi một cái phương hướng trở lại Kinh Thành, chỉ có điều, con đường này có thể muốn hơi quấn phải xa một chút. Lúc này, Sở Lâm tiến đến Tô Cẩm bên tai, nhỏ giọng hỏi một câu, Sư phụ, chúng ta đổi một con đường đi, có phải là muốn tránh gặp gỡ hứa hội trưởng cùng đặc thù tiểu tổ người, đúng vậy à? Mặc dù kia hai phe nhân mã đi đầu một bước, nhưng cũng không có so với bọn hắn sớm bao lâu thời gian rất dễ dàng liền sẽ gặp phải bọn hắn sở lâm thở dài nếu thật là gặp phải có chút không may vẫn là đường vòng tương đối tốt sư phụ nghĩ rất chu đáo ta muốn tiếp tục học tập tam thanh quan chủ nhiệm không được nhìn nhìn sở lâm trách không được tô quan chủ đối bọn hắn khích lệ thờ ơ nguyên lai đơn giản như vậy việc nhỏ sở lâm cũng phải tiến hành khích lệ hắn hợp lý hoài nghi những cái kia ca ngợi chi từ tô quan chủ đã sớm nghe được chết lặng cùng lúc đó một thân một mình tiến lên hứa hội trưởng tâm tình ẩn ẩn có chút kích động không nghĩ tới mình như vậy mà đơn giản liền đạt được hai đạo thiên lôi phù hắn cùng đặc thù tiểu tổ người muốn thiên lôi phù mục đích không giống người khác là vì bảo mệnh mà hắn thì là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút dù sao thiên lôi phù lực sát thương rất lớn mà tô cẩm cũng là dựa vào thiên lôi phù một đường hủy thiên uy nhiều như vậy kế hoạch nếu là hắn có thể đem thiên lôi phù nghiên cứu triệt để đồng thời tìm ra hóa giải thiên lôi phù phương pháp như vậy coi như tô cẩm có lại nhiều thiên lôi phù cũng vô dụng hứa hội trưởng lòng tin tràn đầy vì chính mình lần này kế hoạch thành công cảm thấy tự hào vốn là muốn cho tô cẩm tìm phiền toái không nghĩ tới tô cẩm thế mà đem thiên lôi phù đưa cho hắn đem hỏa lực chuyển dời đến trên người hắn vừa nghĩ tới có thể được đến hai đạo thiên lôi phù cái này hố hắn không chút do dự thậm chí là rất vui sướng chủ động nhảy vào chỉ cần có thể phá giải thiên lôi phù, lại nhiều hố, hắn cũng không sợ hãi, huống chi hắn hữu đạo môn hiệp sẽ làm hậu thuẫn, cho dù có người không có mắt muốn cướp lá bùa, cũng phải nhìn xem thực lực có đủ hay không, có dám hay không thật cùng đạo môn hiệp hội đối nghịch, nghĩ như vậy, hứa hội trưởng tăng tốc tốc độ xe, hưng phấn hứa hội trưởng, cũng không có chú ý tới trong ngực hắn hai đạo lá bùa toát ra nhỏ xíu ánh sáng, nhàn nhạt lóe lên một cái, sau đó lại yên tĩnh như lúc ban đầu, sau 10 phút Hứa hội trưởng tao mày xuống xe, hắn nghi hoặc nhìn chiếc này bãi công xe, nhịn không được mắng câu thương gia lòng dạ hiểm độc, hắn lúc này mới chạy không bao lâu, liền xảy ra vấn đề. Quả thực không hợp thói thường, Hứa hội trưởng không quá sẽ sửa xe, mà hắn giờ phút này vị trí, tuy nói là đầu đường cái, nhưng không có qua đường cổ xe, quả thực có thể nói được là hoang tàn vắng vẻ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải gọi điện thoại cầu cứu, nhưng mà điện thoại vừa lấy ra cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngón tay rung lên, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lập tức liền nát bình phong, hứa hội trưởng hoảng vội vàng đưa di động nhặt lên, đáng tiếc điện thoại đã xuất hiện vấn đề, hoàn toàn mở không được cơ, hứa hội trưởng đứng ở đằng kia, lúng cuốn ngẩng đầu nhìn thiên không lớn mặt trời, đột nhiên liền mộng, hắn. Giống như có chút không may, hứa hội trưởng phiền muộn nửa phút, liền lập tức bắt đầu lật mình mang tới lá bùa, dù sao, làm đạo sĩ, tại giải quyết không phải bình thường sự kiện thời điểm sẽ gặp phải các loại đột phát tình trạng cho nên bọn hắn thiếp thân mang theo sẽ có các loại cơ sở lá bùa ví dụ như truyền âm phù hứa hội trưởng tìm tới mấy đạo truyền âm phù về sau lập tức người liên hệ nhưng mà không biết là chuyện gì xảy ra bình thường khá tốt dùng truyền âm phù đột nhiên xuất hiện vấn đề hứa hội trưởng liên tiếp thử ba đạo truyền âm phù đều là không phản ứng chút nào hứa hội trưởng vừa cẩn thận kiểm tra một chút lá bùa Lá bùa rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Rơi vào đường cùng, hắn lại thử sử dụng cái khác lá bùa, sau đó hắn phát hiện, trên người hắn mang theo lá bùa, không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều mất đi hiệu lực, Hứa hội trưởng ngồi dưới đất, nhìn xem một đống vô dụng lá bùa, người đều nhanh ngốc, hắn đã có rất nhiều năm không có gặp được loại này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tình huống, thậm chí, Hứa hội trưởng nhịn không được lớn gan suy đoán, mình xui xẻo như vậy có phải hay không là bị tô cẩm tính toán rồi nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều rất cẩn thận trừ kia hai đạo thiên lôi phù bên ngoài hắn cái gì đều không có đụng mà lại thiên lôi phù hắn cũng chú ý cẩn thận kiểm tra nhiều lần hứa hội trưởng nhíu lại lông mày đem trong ngực hai đạo thiên lôi phù lấy ra hắn lại kiểm tra một lần chính xác không có bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ thật là ngoài ý muốn do dự trong chốc lát hứa hội trưởng đem thiên lôi phù phóng tới một bên sau đó đi lật trương hành lý của mình hắn tại hành lý trong rương lại tìm đến mấy đạo phù, hắn thử thôi động truyền âm phù, truyền âm phù rất nhanh liền có phản ứng, mơ hồ trong đó, hứa hội trưởng ý thức được cái gì, có lẽ không phải tô cẩm động tay chân, mà là bởi vì thiên lôi phù uy áp, phổ thông lá bùa gặp phải thượng phẩm thiên lôi phù, không hề nghi ngờ, sẽ bị nghiền ép, cho nên trên người hắn phổ thông lá bùa tất cả đều mất đi hiệu lực, mà không cùng thiên lôi phù cùng một chỗ lá bùa, thì là có thể bình thường sử dụng, đơn giản đến nói, chính là hắn những cái kia phổ thông lá bùa bị dọa đến không có hiệu quả. Chương 364, mưu đồ, Hứa hội trưởng giấu trong lòng ưu thương mà tâm tình hưng phấn nhìn xem kia hai đạo thiên lôi phù, quả nhiên là đồ tốt, hắn nhất định phải mang về thật tốt nghiên cứu một chút. Lúc này, vừa rồi cái kia đạo có phản ứng truyền âm phù, cũng bắt đầu vang lên một thanh âm, "Hội trưởng, ngươi trở lại kinh thành trên đường, nhất thiết phải cẩn thận a." À. Tô Cẩm đem thiên lôi phù đưa cho ngươi tin tức, đã truyền ra ngoài vạn nhất có người không sợ chết muốn đoạt bảo vật người liền nguy hiểm hứa hội trưởng vẻ mặt cứng lại tin tức làm sao lại truyền nhanh như vậy lúc này mới bao lâu đối phương lập tức hồi phục tam thanh quan chủ phát cái đám bạn bè người khác tế quan hệ không tệ lại thêm tô cẩm đưa phù thời điểm còn mời nhiều như vậy đạo quán quan chủ chứng kiến tin tức này cũng không liền cùng đã mọc cánh giống như nhanh chóng truyền một vòng hiện tại đoán chừng có không ít nguyên bản định đối tô cẩm hạ thủ người đem mục tiêu đổi thành hứa hội trưởng, lại thêm, đặc thù tiểu tổ bên kia khả năng cũng ngầm lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa một cái, cho nên lần này, thật sự có không ít người cả gan làm loạn để mắc tới hứa hội trưởng, đồng thời không e ngại hứa hội trưởng sau lưng đạo môn hiệp hội, hứa hội trưởng. Chờ một chút, cái này cùng hắn nghĩ không giống A, à, hắn nhưng là đạo môn hiệp hội hội trưởng. Những người kia lá gan như thế lớn sao, một lát sau, hứa hội trưởng đem truyền âm phù xé bỏ, sau đó thu thập bao phục, nhanh chóng rời đi nơi đây. Chỉ cần hắn tiếp xuống không trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của hắn, liền sẽ không có người tìm tới hắn. Hứa hội trưởng quyết định đi bộ đi gần đây nhà ga, đồng thời không còn vội vã trở lại kinh thành. Hắn dự định trước đem hai đạo lá bùa phóng tới địa phương an toàn, sau đó lại kỹ càng tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dù sao hiện tại, thân phận của hắn còn không có bại lộ, chỉ là hứa hội trưởng căn bản liền không nghĩ tới. Hắn vừa đi bộ 10 phút đồng hồ, liền xảy ra chuyện không phải gặp phải địch nhân cũng không phải đột nhiên đảo môi mà là trong ngực hắn hai đạo lá bùa bỗng nhiên không hề có điềm báo trước bay ra ngoài tại hắn nghĩ đưa tay đi bắt kia một cái chớp mắt lá bùa răng rắc một tiếng dẫn tới một đạo thiên lôi hứa hội trưởng sững sờ một giây đồng hồ thân thể làm ra phản ứng vượt qua đại não hắn rút chân liền chạy đáng tiếc hắn hai cái chân làm sao có thể chạy qua thiên lôi mà lại kia thiên lôi phù rõ ràng là đang đuổi lấy hắn bổ liên tiếp mấy đạo lôi đem hứa hội trưởng đánh cho ngã trên mặt đất hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời cả người lấm tấm màu đen miệng há ra mở liền phun ra một hơi lại một hơi khói đen mà kia hai đạo thiên lôi phù tại dẫn hạ thiên lôi về sau cũng hóa thành tro tàn bay bổng vừa lúc rơi vào hứa hội trưởng trên mặt hứa hội trưởng liền đưa tay lau mặt khí lực đều không có giờ khắc này đầu óc của hắn bỗng nhiên vô cùng rõ ràng hắn bị tính kế hắn không phải bị tô cẩm hố mà là từ vừa mới bắt đầu liền bị tô cẩm tính toán, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hứa hội trưởng cả người như ở trong mộng mới tỉnh, đem hôm nay phát sinh những sự tình kia, trong đầu thật nhanh qua một lần, từ vừa mới bắt đầu, tô cẩm ngay tại tính toán hắn, cố ý để đặt thù tiểu tổ hoa một ngàn vạn mua lá bùa, còn cố ý tìm cái gì nhân chứng, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết tô cẩm đưa hắn hai đạo trân phẩm thiên lôi phù, mà trên thực tế, cái này hai đạo thiên lôi phù bị động tay chân hắn hiện tại gần như có thế tưởng tượng ra tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì tất cả mọi người biết trong tay hắn có thiên lôi phù nhưng hắn lại không bỏ ra nổi thiên lôi phù hắn không được đến bảo vật còn muốn trở thành chúng mũi tên chi mà lại kia hai đạo phù còn có một đạo là tô cẩm đưa cho toàn bộ đạo môn thiên lôi phù cái này cũng liền mang ý nghĩa đạo môn người cũng sẽ tìm hắn các nhà quan chủ khẳng định sẽ muốn cầu cùng một chỗ mở thiên lôi phù giao lưu hội cái gì hứa hội trưởng hai mắt nhắm nghiền lần này tôi cẩm xem như đem hắn ép lên tuyệt lộ một khi hắn không bỏ ra nổi đến lá bùa người khác liền sẽ cho là hắn nuốt riêng lá bùa nếu là hắn nói lá bùa trên đường bị cướp đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng hắn hiện tại tiếng thối lưỡng nan liền cái cổng nồi người đều tìm không thấy coi như có thể tìm tới một cái cổng nồi người tất cả mọi người vẫn là sẽ tìm tìm kia hai đạo thiên lôi phù ở nơi nào mặc kệ loại kia phương pháp cuối cùng hắn đều chạy không khỏi, hứa hội trưởng cắn răng, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịp một màu, hắn làm sao lại bị tô cẩm ép lên dạng này tuyệt lộ đâu, không, hắn không thể bị động như thế. Hắn tại đạo môn ẩn núp nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày kia, có thế thành đại sự, thiên nguyên liên tiếp bởi vì tô cẩm bị tổn thất, nếu là lúc này, liền hắn cũng xảy ra chuyện, thế tất sẽ đánh đánh tới thiên nguyên đệ tử tín niệm, mà lại hắn là thiên nguyên ở kinh thành trọng yếu nhất một nước cờ hứa hội trưởng đại não nhanh chóng vận chuyển tô cẩm dùng như thế quanh co thủ đoạn liền mang ý nghĩa tô cẩm còn không có chứng cứ có thể chứng minh hắn là thiên uy người thậm chí tô cẩm khả năng còn không có phát hiện hắn là thiên uy người nói không chừng chuyện lần này chỉ là tô cẩm đối với hắn tiến hành thuần túy trả thù nhiều lần suy tư hứa hội trưởng có mới kế hoạch rất lâu sau đó hắn từ dưới đất ngồi dậy nhìn phía xa mặt đất bao la nhịn không được thấp a một tiếng tô cẩm a tô cẩm ngươi thật là một cái rất cốt địch nhân một khi hơi không chú ý liền sẽ bị tô cẩm bắt được cơ hội phản kích có lẽ bọn hắn hẳn là sớm một chút nhi chú ý tới tô cẩm thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào giết chết tô cẩm không phải cũng sẽ không giống như bây giờ bị động như thế lần này tiếng lưu hồn trấn thật đúng là mất cả chì lẫn chài đã không có đoạt được tô cẩm tín nhiệm còn kém chút nhi đem mình mắt vào một con đường khác bên trên tô cẩm chậm rãi mở mắt ra có một đạo phù từ trên người nàng bay ra sau đó ở trước mặt nàng dần dần tiêu tán tô cẩm đáy mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười xem ra hứa hội trưởng đã thu được nàng tặng kinh hỷ có điều đối với hứa hội trưởng đến nói đại khái chỉ có kinh không có vui sư phụ làm sao rồi sở lâm chú ý tới tô cẩm cảm xúc biến hóa vội vàng truy vấn tô cẩm lắc đầu mặt mày hớn hở về hắn không có việc lớn gì chính là trước đó vung cái mồi câu sắp có cá lớn mắc câu lại có cá lớn sở lâm có chút mờ mịt bên cạnh tam thanh quan chủ hiển nhiên nghe không hiểu tô cẩm đang nói cái gì một giây sau sở lâm liền bắt đầu nói mò nói đến ta rất lâu không uống canh cá ta biết có cửa tiệm canh cá đặc biệt tươi chờ chúng ta sau này trở về mang lên hai vị sư đệ cùng một chỗ nếm thử dứt lời sở lâm lại nhìn một chút bên cạnh thân tam thanh quan chủ phóng khoáng nói ngươi cùng tiết đạo trưởng cũng cùng một chỗ a à, ta mời khách một vị nào đó quan chủ thận trọng từng cái cái này nhiều ngượng ngùng a à. lại đến cái giấm đường cá cũng là có thể sau đó hai người mở ra lắm lời hình thức lẫn nhau trò chuyện các nơi mỹ thực tô cẩm mặt không biểu tình nghe loại thời điểm này nói những cái này mỹ thực thật thích hợp sao ân ừ, nàng thật không có chảy nước miếng đột nhiên nguyên cảnh thấp giọng nói nhà ta đầu bếp sẽ làm các món ăn ngon A Cẩm còn không có hưởng qua thủ nghệ của bọn hắn. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh nói tiếp, lần này lão gia tử có nhiều việc thua thiệt ngươi, sau này trở về mời ngươi đi qua ăn cơm. Tô Cẩm suy tư hai giây, lập tức gật đầu đáp ứng. Chương 365, Giảng thuật mạo hiểm. Tô Cẩm một đoàn người đến chạm vạn tối mới trở lại Kinh Thành. Nguyên Cảnh sớm gọi điện thoại, bọn hắn vừa tới lục gia khách sạn, liền có người đi tới nên đón bọn hắn. Trừ phương tri hạt cùng phương tri hàng bên ngoài, còn có nguyên cảnh phụ thân nguyên lâm nguyên lâm vừa nhìn thấy bọn hắn trở về liền vội vã đưa tới hắn không chút khách khí đem tô cẩm bên người nguyên cảnh gạt mở nguyên lâm thái độ mười phần hiền lành tô quan chủ lần này vất vả lão gia tử nhà chúng ta đã bình an vô sự ta lần này tới là trước tiên đem trước đó đã nói xong thù lao đưa lên về sau nhà ta lão gia tử lại đến tự mình nói lời cảm tạ loại này cứu mạng đại sự khẳng định phải người trong cuộc tự mình tới đi một chuyến nói lời cảm tạ nguyên bản lão gia tử cũng là muốn tới nhưng bị nguyên cảnh cự tuyệt nguyên cảnh có ý tứ là bọn hắn đoạn đường này rất vất vả thật vất vả gấp trở về vốn là rất mệt mỏi không rảnh ứng phó khách nhân cần trước nghỉ ngơi thật tốt một chút lão gia tử nghĩ nghĩ cũng đúng là cái này lý liền trước hết để cho nguyên lâm tới đưa một chút thù lao nói một chút nguyên nhân để tránh tô cẩm cảm thấy bọn hắn lãnh đạm nguyên lâm nói xong cũng lấy ra một cái phong thư trong phong thư là một tấm chuẩn bị kỹ càng chi phiếu tô cẩm tiếp nhận phong thư nhìn một chút sau đó hướng nguyên lâm lộ ra một đạo cười ôn hòa nguyên tiên sinh tự mình đi một chuyến cũng thực vất vả về phần nói lời cảm tạ cũng không cần như vậy phiền phức nói lời cảm tạ không nói cám ơn không phải rất trọng yếu mấu chốt nhất ở chỗ thù lao thù lao đều sớm đưa tới những chuyện khác cũng liền tùy ý nguyên lâm lại khách khí một phen sau đó liền rất thức thời không còn nói cái gì Hắn quay đầu lại hỏi nguyên cảnh vài câu, nguyên cảnh qua loa ứng vài tiếng. Hắn đưa tay đè lên mi tâm. Nếu là không có những chuyện khác, ta đi nghỉ trước. Nguyên Lâm khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Ngươi không trở về nhà a? À? Nguyên Cảnh kinh ngạc liếc hắn một cái. đều đến lục gia cửa khách sạn, ta trả lại làm cái gì? đương nhiên là tiếng khách sạn nghỉ ngơi. Huống chi, hắn ở gian kia phòng, hắn đã sớm bao ba tháng. Nguyên Cảnh quay đầu thời điểm, nhìn thấy bên cạnh Tam Thanh quan chủ, hắn hỏi quan chủ muốn hay không cũng lưu lại nghỉ ngơi một đêm lại về tam thanh quan tam thanh quan chủ vốn định đáp ứng nhưng nghĩ tới mình cái kia không đáng tin cậy sư đệ sợ tiếc tử giận tại trong đạo quán gây ra phiền toái gì hắn lắc đầu cự tuyệt nguyên cảnh hảo ý nguyên cảnh cũng không có ép ở lại để người đem tam thanh quan chủ đưa trở về nguyên lâm cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi dự định trở về cùng lão gia tử hồi báo một chút tình huống mỗi người đều có mình sự tình muốn làm liền phương tri hạt cũng đang cùng Tô Cẩm báo cáo Phương Tri Hàng mấy ngày nay học tập tiến độ, từ khi có áp lực về sau, có thể nói là tiến bộ rõ rệt. Tô Cẩm nghe được tiểu đồ để có tiến bộ, hết sức hài lòng, liền trên mặt, cũng là không cầm được ý cười. Lần này tại Lưu Hồng Trấn, cố ý mang chút nơi đó bánh ngọt cho các ngươi, bởi vì Tri Hàng tiến bộ to lớn, cho nên vi sư quyết định, đa phần cho nhỏ Tri Hàng một phần. Phương Tri Hàng lập tức liền bành trướng lên, đắc ý nhìn về phía sở lâm về sau chính là sư huynh đệ hai người lại bắt đầu các loại làm ầm ĩ tô cẩm bất đắc dĩ vào phòng hai người này tinh thần thật tốt a à, nàng dù sao là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút đêm nay sở lâm bị phương tri hàng cưỡng ép kéo tới để hắn giảng thuật lần này mạo hiểm sự kiện nói xong lời cuối cùng sở lâm đều nhanh ngủ phương tri hàng còn một mặt thần thái sáng láng đối với lần này sự kiện tràn ngập tò mò cùng chờ mong liền luôn luôn trầm ổn trấn định phương tri hạt cũng không nhịn được tiến tới nghe trong chốc lát, mắt thấy sở lâm mặt của mày trao, phương tri hạt yên lặng hướng về thân thể hắn dáng đạo phù, trong chốc lát, sở lâm trợn to mắt, cả người tinh thần phấn chấn, sở lâm méo mó đầu, ta giống như lại có thể, các sư đệ, đến, sư huynh cho các ngươi giảng truyền kỳ cố sự, sở lâm mặt mày hớn hở giảng thuật lưu hồn trấn bên trên mạo hiểm, nói xong lời cuối cùng, phương tri hạt đột nhiên đưa ra nghi vấn, cho nên sư phụ cho hứa hội trưởng kia hai đạo phù thật là thiên lôi phù sao, hắn không cảm thấy sư phụ sẽ là loại kia mặt người chém giết người, liền đặt thù tiểu tổ bên kia, đều hoa một ngàn vạn mới cầm tới một đạo thiên lôi phù, loại tình huống này, sư phụ làm sao có thể vô duyên vô cớ miễn phí đưa hứa hội trưởng hai đạo phù, lá bùa này, tuyệt đối có vấn đề, sở lâm cười thần bí, hắn hướng về phía hai người vẫy tay, các ngươi đưa lỗ tay tới, phương tri hạt cùng phương tri hàng đồng thời tiến tới, khẩn trương chờ lấy sở lâm nói cho bọn hắn đáp án một giây sau, liền nghe sở lâm lẽ thẳng khí hùng nói một câu, kỳ thật. Ta cũng không biết, vừa mới nói xong, sở lâm liền bị phương tri hàng ghét bỏ, ngươi không biết còn làm cho thần bí như vậy hề hề. Sở lâm thở dài, biểu thị rất bất đắc dĩ, mặc dù ta tại sư phụ bên người, nhưng là, sư phụ không có nói cho ta cụ thể. Hắn về sau còn cố ý hỏi một câu, sư phụ cũng không có nói cho hắn, ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, có điều lá bùa có vấn đề là có thể khẳng định phương tri hàng cho sở lâm một ánh mắt để sở lâm tự hành trải nghiệm cái này rõ ràng là nói nói nhảm phương tri hạt một người trầm mặt một hồi lâm vào suy nghĩ của mình hắn ẩn ẩn cảm thấy hứa hội trưởng rất có vấn đề giờ phút này phương tri hạt đầy trong đầu tất cả đều là nghi hoặc mà những cái này nghi hoặc thì cần tô cẩm đến giải đáp hắn có chút phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai hừng đông Sư phụ tỉnh ngủ về sau, hắn mới có thể có đến mấy vấn đề đáp án, mà ở ngoài ngàn dặm, Hứa hội trưởng như cũ tại chăm chỉ không ngừng gây sự. Chương 366, Song phù, ngày kế tiếp trời mờ sáng, Tô Cẩm ngủ ngon giấc, đầy máu phục sinh, nàng cầm điện thoại mới vừa đi tới phòng khách, liền cảm giác ngoài cửa có mấy đạo khí tức quen thuộc, Tô Cẩm kinh ngạc đi qua mở cửa, sau đó liền thấy ngoài cửa hành lang bên trên ngồi xổm ba người, đỉnh lấy mắt gấu mèo ba vị đồ đệ chính nhu thuận nghiêng đầu nhìn xem nàng, tô cẩm trong đầu hiển hiện một cái dấu chấm hỏi, các ngươi ngồi xổm ở nơi này làm cái gì? Nàng nói xong cũng tại ba người trước mặt phất phất tay, thẳng đến sở lâm lẩm bẩm một câu, giống như không phải ảo giác, sư phụ thật mở cửa, vừa dứt lời, ba cái ngồi xổm trên mặt đất người, đồng loạt đứng dậy, sau đó lại bởi vì ngồi xổm thời gian quá lâu, đứng dậy quá vội vàng, một cái tiếp một cái lão đảo một chút, tô cẩm bất đắc dĩ cực, nàng đưa tay đỡ một cái, tất cả vào đi. vừa sáng sớm không ngủ được, tại cửa ra vào ngồi sổn nàng. a, à, cũng không đúng. nhìn cái này ba cái đồ để dáng vẻ, càng giống là một đêm không ngủ. nàng thử thăm dò hỏi thăm, các ngươi chẳng lẽ tại cửa ra vào ngồi sổn một đêm a? À? Phương Tri Hạt trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên. Sở Lâm nói tiếp, không có. chúng ta giống như là ngồi sổn một đêm người sao? bọn hắn cũng chính là trong phòng suy tư nửa đêm, sau đó lại chạy cổng ngồi sổn hai giờ mà thôi. Tô Cẩm trầm thấp thở dài một cái, nói đi, có chuyện gì tìm ta. Sở lâm thần thần bí bí tiến tới, sư phụ, nếu không ngươi trước bố một cái cái gì kết giới, phòng ngừa có người nghe lén chúng ta nói chuyện, Tô Cẩm, cho nên... Đại đồ đệ là muốn cùng với nàng nói chuyện gì cực kỳ thần bí đại sự sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn tới mới sinh ý rồi? Tô Cẩm vung tay lên, bày ra một đạo lá bùa. Sau đó liền nghe sở lâm hiếu kỳ hỏi nàng, Sư phụ, ngươi cho hứa hội trưởng lá bùa đến cùng có cái gì bí mật a à? tràn ngập mong đợi tô cẩm đang nghe như thế một vấn đề về sau tấm kia khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền sụ xuống cho nên các ngươi không ngủ được liền vì hỏi hứa hội trưởng sự tình ba người cùng nhau gật đầu khó được thống nhất ăn ý tô cẩm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười nàng thật sâu thở dài được thôi đã các ngươi như thế hiếu kỳ vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết có điều nghe xong về sau phải thật tốt trở về đi ngủ. Đối với chuyện như thế này, lãng phí ngủ thời gian, thật là khiến người không biết làm sao. Tô Cẩm buồn cười ngồi ở trên ghế salon, đặc thù tiểu tổ đạo phù kia giấy không có vấn đề gì, chính xác chính là thiên lôi phù. Ta cho hứa hội trưởng kia hai đạo phù cũng là thiên lôi phù, chỉ có điều, thiên lôi phù phía dưới còn ẩn tàn khác phù. Nói xong lời này, Tô Cẩm liền lấy ra một đạo phù cho bọn hắn biểu diễn một lần nàng đầu tiên là dùng bút tại trên giấy vàng họa một đạo hộ thân phù sau đó cầm lấy lá bùa tại ba người trước mắt lung lay thấy rõ ràng đây là đạo thứ nhất phù sau đó ba người bọn họ nhìn thấy sư phụ lại tại trên lá bùa thật nhanh họa một đạo khác kỳ quái phù chỉ là tại thu bút trong nháy mắt đó nguyên bản trên giấy vàng hộ thân phù chú đột nhiên biến mất không gặp lại biến thành nguyên bản giấy vàng phía trên không có vật gì phương tri hạt phản ứng nhanh nhất hắn đáy mắt lóe ra ánh sáng sư phụ đây là đem hộ thân phù chú ẩn tàng tô cẩm cười đắc ý đúng a à, ngay từ đầu là hộ thân phù vừa rồi họa chính là có thế ẩn tàng hộ thân phù phù chú tiếng nói vừa dứt tô cẩm nhấc bút lại họa một đạo an thần phù phù thành về sau phía trên tảng mát ra hai đạo nhàn nhạt ánh sáng sau đó ẩn vào phù bên trong tô cẩm đem lá bùa đưa cho phương tri hạt ba người bọn họ lập tức nhìn chầm chầm lá bùa lặp đi lặp lại nhìn một lúc lâu hoàn toàn nhìn không ra hộ thân phù bóng dáng mặc cho thấy thế nào đây cũng chỉ là một đạo an thần phù nhưng trên thực tế đạo phù này lại là hai đạo phù một lát sau phương tri hạt kinh hỷ nói sư phụ thế mà đem hai loại phù vẽ ở cùng một trang giấy lên đây quả thực quá lợi hại mà lại cái này hai đạo phù tác dụng cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng thậm chí hiệu quả còn mạnh hơn cô cẩm đón ba đôi sáng lóng lánh con mắt có chút khiêm tốn về câu ai nha cũng không phải cái đại sự gì Chính là ngày đó ban đêm, vì sư phí chút tế bào não, sau đó liền nghiên cứu ra loại này song phù, lúc này, Sở Lâm lại hiếu kỳ mà hỏi, vậy sư phụ cho kia hai đạo thiên lôi phù, ẩn tàng phía dưới một đạo khắc phù là cái gì? Tô Cẩm Tâm tình không tệ về hắn, vận rủi phù cùng truy tung phù, mà lại nàng họa vẫn là gia cường phiên bản vận rủi phù, nàng có thể cam đoan, hứa hội trưởng hồi kinh con đường nhất định phá lệ gian khổ, coi như vận rủi phù theo thiên lôi phù nổ nát, nhưng tác dụng cũng sẽ không như thế nhanh biến mất. Tô Cẩm Công công khóe môi, nàng có thể khẳng định hứa hội trưởng phát hiện không được thiên lôi phù ẩn tàng phía dưới bí mật. Sở lâm bội phục hướng phía Tô Cẩm giơ ngón tay cái lên, ta đối sư phụ kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Tô Cẩm nguyết hắn một cái, được rồi, ca ngợi của ngươi chi từ, ta đều nghe được chết lặng. Phương Tri Hàng thì là hiếu kỳ nhìn chầm chầm lá bùa, hắn cũng muốn học, sư phụ dạy một chút ta loại này song phù quả thực quá lợi hại. Tô Cẩm chân thành nói, có thể dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên đem cơ bản nhất lá bùa vẽ xong, không phải, Vì sư coi như giáo song phù, ngươi cũng họa không ra. Phương Tri Hàng cùng sở lâm liếc nhau, bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới, nói tới nói lui vẫn là muốn cố gắng tiến bộ. Ba cái đồ đệ bên trong, Phương Tri Hạt nhất là cẩn thận, hắn nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt, sư phụ, ngươi dùng truy tung phù, thế nhưng là bởi vì cảm thấy vị kia hứa hội trưởng có vấn đề, câu cẩm mặt mày chớp chớp, vui sướng nhìn qua phương tri hạt, không hổ là ta coi trọng nhất đồ đệ, sở lâm nhịn không được bóc câu ngắn, ngươi coi trọng nhất rõ ràng là nguyên tam gia, câu cẩm mặt một cái chớp mắt, ta là xem trọng hắn, nhưng hắn không nguyện ý làm đồ đệ của ta, đã không phải đồ đệ của ta, vậy ta khẳng định đẹp mắt nhất tri hạt, trầm ổn đại ký, lại chính trực, ai không thích. Ta chẳng qua là cảm thấy hứa hội trưởng tại lưu hồn trấn biểu hiện rất là lạ, hắn biểu hiện quá ngu, không hợp lý. Phương Tri Hạc thấp giọng nói, biểu hiện quá ngu, ngược lại để người hoài nghi, mà lại hứa hội trưởng biểu hiện đảo ngược quá nhanh, trước một giây còn nói cái gì muốn cứu sở lâm, tiếp theo một cái chớp mắt lại bắt đầu viết báo cáo âm thầm hố tô cẩm, những hành vi này đặt ở cùng là một người trên thân, lộ ra phá lệ không bình thường, tô cẩm gật gật đầu, Vi sư sát thực hoài nghi hắn chính là cái kia thần bí đường chủ, cũng thăm dò hai lần, hắn đều không có lộ ra chân tướng, nhưng ở vương đạo trưởng sự tình bên trên, hắn có chút nóng lòng cầu thành, ngược lại lộ sơ hở, cho nên nàng tương kế tựu kế, lại tại thiên lôi phù bên trong hạ một đạo truy tung phù, vì chính là cuối cùng xác nhận một lần hứa hội trưởng thân phận, vậy chúng ta tiếp xuống phải cẩn thận nhiều hơn. Phương Tri Hạc nghiêm túc phân tích, hứa hội trưởng bị thiệt lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hắn thật sự là thiên uyên người, kia nên còn có chuẩn bị ở sau, mà lại đạo môn hiệp hội vị trí hội trưởng, cũng không tầm thường, càng mang ý nghĩa thiên uyên người khả năng sớm đã thẩm thấu toàn bộ đạo môn, đây không phải một chuyện tốt, ngược lại rất khó giải quyết. Tô cẩm mắt nhìn Phương Tri Hạt nhíu lại lông mày, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đừng lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây đâu, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nhanh lên một chút trở về ngủ đi, ba đôi mắt quần thâm, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi chính ta đồ đệ. Tô Cẩm bất đắc dĩ cười ra tiếng, chương 367, Hứa hội trưởng xảy ra chuyện, ba cái đồ đệ chậm rãi rời đi, Phương Tri Hạc ngượng ngùng quay đầu lại hỏi câu, "Sư phụ, ta có thể đem ngươi vừa rồi họa cái kia đạo song phù lấy về nghiên cứu sao?" Tô Cẩm lập tức liền cười ra tiếng, "Đương nhiên có thể a." À, nàng tiện tay đem lá bùa đưa cho Phương Tri Hạc mấy ngày nay ta hẳn là không chuyện gì, ngươi ngủ bù, quay đầu ta dạy cho ngươi như thế nào đem đạo thứ nhất phù ẩn tàng. Nếu là học song song phù, đang đánh nhau hoặc là trọng yếu trước mắt, đây chính là rất tốt lợi khí. Nghĩ nghĩ, tô cẩm lại căng dặn một chút mặt khác hai cái đồ đệ, song phù sự tình chớ cùng bất luận kẻ nào nói, nói không chừng về sau, đây là lá bài tẩy của các ngươi, tốt. Các đồ đệ cùng nhau ứng thanh, rất là nhu thuận, ba người rời đi về sau, Tô Cẩm đưa tay cảm thụ một chút mình truy tung phù, dây lát, Tô Cẩm kinh ngạc cồ lên một tiếng. Nàng không cảm giác được nàng truy tung phù rồi, chẳng lẽ là bị hứa hội trưởng phát hiện sao, nàng truy tung phù, không có đạo lý nhanh như vậy liền không có phản ứng. Tô Cẩm bỗng nhiên có chút ưu thương, nàng lấy ra một đống giấy vàng, quay người đem mình khóa đi đến trong phòng tiếp tục nghiên cứu lá bùa, mãi cho đến buổi chiều, Tô Cẩm mới từ trong phòng đi tới, nàng lúc đi ra, sở lâm mấy người đều đã bổ tốt cảm giác, Nhìn thấy sư phụ xuất hiện, Sở Lâm trước nói câu: "Sư phụ, Nguyên Tam gia có việc, về trước Nguyên gia, hắn để ta nói với ngươi một tiếng, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết sư phụ trong phòng làm cái gì, nguyên cảnh cũng không có quấy rầy nàng, chỉ giao phó vài câu, liền rời đi." Tô Cẩm trả lời một câu: "Ta vừa rồi lại nghiên cứu một chút lá bùa, quá đầu nhập, cho nên quên thời gian." "Làm sư phụ, nàng nhất định phải đem lá bùa của nàng ứng dụng dày công tôi luyện." nhất là vừa nghiên cứu ra được song phù, nàng lại thử không ít lá bùa tổ hợp, phát hiện dưới đại đa số tình huống, lá bùa hiệu quả sẽ không bị một đạo khắc phù che giấu. Nhưng nếu như giống thiên lôi phù dạng này lực công kích khá mạnh lá bùa, đem nó che giấu tại hộ thân phù cái này phổ thông lá bùa dưới, khả năng liền cần dùng nhiều một chút tâm tư, sở lâm trầm mặt một cái chớp mắt, rất có vài phần cảm khái, liền sư phụ nàng đều cố gắng như vậy tiến tới, mình loại này nhỏ củi mục, nhất định phải càng cố gắng mới được hắn cái này trở về tiếp tục làm bài tập sở lâm cố gắng phương tri hàng tự nhiên cũng phải theo sau hắn kiên quyết không thể lạc hậu đại sư huynh phương tri hạt nhìn cái này hai đầu cá ướp muối đều đang cố gắng hắn nghĩ nghĩ cũng bắt đầu hướng tô cẩm lĩnh giáo song phù hỏa phát tô cẩm tất nhiên là không chút nào keo kiệt dạy hắn trong lúc nhất thời ba cái đồ đệ đúng là quỷ dị cuốn lại một cái sau một cái cố gắng huy om, tô cẩm nhịn không được cảm khái nàng chọn đồ đệ đều như thế chăm chỉ huyền thanh quan lo gì không thể huy hoàng tin tưởng tuyên truyền rạng rỡ ngày đó ở trong tầm tay ba cái đồ đệ sửng sốt mạnh mẽ quyển ba ngày liền mỗi ngày ba trận cơm đều là gọi điện thoại để khách sạn nhân viên đưa lên tô cẩm cũng không có nhàn rỗi thỉnh thoảng chỉ đạo một chút các đồ đệ có nàng chỉ đạo mấy ngày nay các đồ đệ tiến bộ nhanh chóng nhất là phương tri hạt hắn đã có thế vẽ ra đến đơn giản nhất song phù chỉ là vẽ bùa với hắn mà nói sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực, không thể giống tô cẩm như thế, một lần có thế vẽ ra đến một đống lớn, mà tô cẩm cũng ý thức được, để đồ đệ tự học, đạt được thành quả còn lâu mới có được tay nàng đem ngón tay đạo càng lộ vẽ lấy, thế là, tô cẩm cũng thay đổi phương pháp, ví dụ như vẽ bùa, nàng sẽ một bút bút phá giải cho bọn hắn nhìn, chờ nguyên cảnh làm xong nguyên gia sự tình, đi vào khách sạn thời điểm, nhìn thấy chính là đầy đất giấy vàng, cái này một hình tượng, trực tiếp liền cho nguyên cảnh rất lớn trùng kích ba người này ngồi tại một đống giấy vàng bên trong phối hợp vẽ lấy phù không phát giác gì mà tô cẩm nằm trên ghế salon đi ngủ bên người nàng tản mắt một mảng lớn lá bùa nguyên cảnh trầm mặc một hồi lâu hắn đè lên mi tâm nhịn không được hỏi thăm phương tri hạt tri hạt là xảy ra chuyện gì sao ba ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì nguyên cảnh đầy trong đầu đều là nghi vấn nghe được thanh âm phương tri hạt kinh ngạc nhìn sang nguyên tam gia ngươi làm xong rồi từng các ngươi đây là đang làm cái gì nguyên cảnh lại hỏi một câu sở lâm từ bận rộn bên trong ngẩng đầu khẩn trương mà vui sướng nói chúng ta đang cố gắng vẽ bùa a à. nguyên cảnh ta biết các ngươi tại vẽ bùa nhưng vấn đề ở chỗ làm sao biến thành hiện tại loại tình huống này hắn nói xong cũng ra hiệu sở lâm nhìn một chút trên mặt đất sở lâm a à một tiếng giải thích nói chúng ta mấy ngày nay đều rất cố gắng sư phụ chỉ đạo cũng rất vui sướng xét thấy ta cùng tri hàng không có gì linh lực, sư phụ liền để chúng ta hai trước luyện tập một chút các loại phù hỏa pháp, đạt được giải thích, nguyên cảnh xem như nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like chỉ là thuần túy cố gắng vẽ bùa A, dọa đến hắn còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì, nguyên cảnh chậm vài giây đồng hồ, hướng phía tô cẩm phương hướng đi tới, vừa đi đi qua, tô cẩm liền mở mắt ra từ trên ghế salon ngồi dậy, tay nàng vung lên, Bên người nàng tản mát không thành phù giấy vàng tất cả đều bị tất kỹ đặt ở trên bàn trà. Cô Cẩm hướng về phía Nguyên Cảnh lộ ra một đạo mỉm cười, ta cái này ba cái đồ đệ thiên phú mặc dù không có ngươi tốt, nhưng là, bọn hắn rất cố gắng. Nguyên Cảnh không hiểu cảm thấy ngực trúng một đao, tâm hắn chua phụ họa, xác thực, bọn hắn đều rất ưu tú. Sớm biết, hắn có lẽ hẳn là đáp ứng cô Cẩm yêu cầu, làm nàng đồ đệ, cũng không đến nỗi giống như bây giờ, tình cảm không có gì quá lớn tiến triển. Ngay sau đó, cô Cẩm lại quan tâm hỏi một câu, ngươi về Nguyên gia? là cùng nguyên lão gia tử sự tình có quan hệ sao nguyên cảnh bi thương tâm tình lập tức chậm mấy phần khó được a cẩm quan tâm hắn hắn cùng a cẩm quan hệ có lẽ cũng không phải là không có chút nào tiến triển tối thiểu nhất trừ ba cái đồ đệ cùng người của tô gia bên ngoài a cẩm cũng liền chỉ quan tâm hắn nguyên cảnh nói đơn giản một chút lão gia tử tình huống lão gia tử đối ngươi rất cảm kích muốn tự mình đến nói lời cảm tạ nhưng là không biết ngươi chừng nào thì thuận tiện liền để ta hỏi một chút ngươi Câu cẩm hơi suy tư, vậy liền ngày mai đi. Ngày mai nàng hẳn là cũng không có việc gì. Lúc này, Sở Lâm thả tay xuống bên trên giấy vàng, đề nghị đã Tam gia trở về, vậy không bằng lại cho Tiết đạo trưởng sư huynh đệ hai người nói một tiếng, chúng ta cùng một chỗ hẹn cơm. Mấy ngày nay một mực đắm chìm trong công khóa bên trong hắn, cảm xúc đã kéo căng vài ngày, cũng xác thực nên buông lỏng một chút. Hắn mắt nhìn hai vị sư đệ, đoán chừng bọn hắn cũng cần chậm một chút. Tô Cẩm đối đề nghị này không có ý kiến gì, được duy trì, sở lâm lập tức liên hệ tiết đạo trưởng, tiết đạo trưởng cũng rất mau trở lại phục hắn, sở lâm cầm điện thoại, cười hì hì nói, tiết đạo trưởng nói tam thanh quan chủ có việc, chính hắn tới, nguyên cảnh chọn mấy nhà phòng ăn để Tô Cẩm lại tiếp tục chọn lựa, định ra phòng ăn về sau, sở lâm trực tiếp đem địa chỉ phát cho tiết đạo trưởng, một giờ sau, mổ ra phòng ăn trong bao xương, tiết đạo trưởng khoan thai tới chậm. Sở lâm vừa định chế nhạo, liền bị tiết đạo trưởng vượt lên trước một bước ngăn chặn lời nói. Tiết đạo trưởng thở phì phò, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn há mồm, lời nói ra phí sức từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy, hứa, hứa, sẽ, dài, ra, sự tình, chương 368, mất tích, sở lâm trên mặt kinh ngạc nháy mắt bị cười trên nỗi đau của người khác thay thế, tới tới tới, tới. tiết đạo trưởng ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói nói, cái này hứa hội trưởng đến cùng đã xảy ra chuyện gì cũng để cho ta cao hứng một chút tiết đạo trưởng đưa ra vài giây đồng hồ thời gian cho sở lâm một cái một lời khó nói hết ánh mắt sở đạo hữu liền không thể hơi thu liễm một chút tô cẩm nói theo tiết đạo trưởng đừng vội nàng vừa nói vừa rót chén nước đưa tới sở lâm rất có ánh mắt đi qua tiếp nhà mình sư phụ cái ly trong tay sau đó phóng tới tiết đạo trưởng trước mặt tiết đạo trưởng nghỉ nửa phút lại sẽ nước trong chén uống một hơi cạn sạch hắn khẩn trương mà trịnh trọng mở miệng tô quan chủ Hứa hội trưởng mất tích, ta sư huynh cố ý để ta tranh thủ thời gian nói cho ngươi." Sở Lâm hơi kinh ngạc, "Mất tích? Chẳng lẽ Hứa hội trưởng xui xẻo liền nhà cũng không tìm tới rồi." Tô Cẩm nhìn qua Tiết đạo trưởng, nhưng biết là lúc nào mất tích. Tiết đạo trưởng lắc đầu, trước mắt còn không thể xác định thời gian cụ thể, nghe nói Hứa hội trưởng là tại hồi kinh trên đường xảy ra chuyện, ta sư huynh còn hữu đạo môn hiệp người biết, lúc này đều đã chạy tới, liền đặc thù tiểu tổ người cũng đi theo. Cái này sự tình tại đạo môn bên trong cũng coi như được là chuyện lớn chỉ có điều tin tức này tạm thời đè ép còn không có bao nhiêu người biết mà hứa hội trưởng dù sao cũng là đạo môn hiệp hội hội trưởng lại thêm kia hai đạo thiên lôi phù rất khó không khiến người ta suy nghĩ lung tung đoán chừng sẽ có rất nhiều người cho rằng hứa hội trưởng là bởi vì thiên lôi phù bị người ngấp nghé mà xảy ra chuyện lập tức tiết đạo trưởng còn nói ta sư huynh có ý tứ là hy vọng tô quan chủ ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý có thể sẽ có không có mắt người nhờ vào đó sự cố ý chạy tới tìm ngươi gây chuyện sở lâm khiếp sợ không thôi chờ một chút hứa hội trưởng mất tích cùng ta sư phụ có quan hệ gì tiết đạo trưởng thở dài thiên lôi phù là tô quan chủ đưa cho hứa hội trưởng chẳng khác nào đem hỏa lực tập trung đến hứa hội trưởng trên thân mà đạo môn người cũng đều nhất trí cho rằng hứa hội trưởng bị đánh cướp cho nên có thể sẽ có người trách tội tô quan chủ sở lâm tại chỗ liền bị tức cười các ngươi đạo môn người đều không biết xấu hổ như vậy sao a à, ngoại trừ ngươi cùng tam thanh quan chủ sở lâm không cao hứng nói rõ ràng là những người kia ngấp nghé thiên lôi phù liền đe dọa dụ lợi thủ đoạn đều dùng tới sư phụ bị ép đem thiên lôi phù nộp ra hiện tại ngược lại tốt lại muốn đem cái này sự tình đẩy lên sư phụ hắn trên thân như sư phụ hắn thật chỉ là một cái có được mấy đạo thiên lôi phù lại không có bất luận cái gì thực lực người hiện tại chẳng phải là muốn bị bắt nạt chết rồi Tô cẩm đáy mắt ý cười mang mấy phần mỉa mai nàng nói thật nhỏ câu trách không được đạo môn ngày càng tàn lụi tiết đạo trưởng nghe được tô cẩm đánh giá lại không cách nào phản bác kỳ thật hắn cũng không có nghĩ đến có ít người bởi vì lòng tham mà trở nên như thế vô sĩ nghĩ đến trước đó tô quan chủ đưa cho hắn kia mấy đạo lá bùa hắn thở dài nhỏ giọng nói tô quan chủ trước ngươi tặng cho ta lá bùa ta đều tốt tất kỹ ngươi lấy trước trở về giữ lại phòng thân vạn nhất thật có cái gì sự tình cũng coi là sớm làm chuẩn bị hắn vừa nói vừa đem lá bùa từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tô cẩm nhìn thoáng qua không thèm để ý về câu đã cho ngươi đó chính là ngươi thế nhưng là ngươi thiên lôi phù đã giao ra a à. tiết đạo trưởng bất đắc dĩ cực không có bối cảnh tình huống dưới có được bảo vật cũng không phải chuyện gì tốt đáng thương tô quan chủ tuổi còn trẻ liền phải đối mặt nhiều như vậy hắc ám tô cẩm hơi kinh ngạc sư huynh của ngươi không có nói cho ngươi ta còn có rất nhiều thiên lôi phù sao nàng lúc ấy thế nhưng là ngay trước tam thanh quan chủ trước mặt đem một xấp thiên lôi phù phân cho sở lâm cùng nguyên cảnh tiết đạo trưởng lắc đầu không không có nói với ta a à. ta sư huynh liền nói để ta đem hứa hội trưởng sự tình nói cho ngươi để ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý sau đó liền vội vã cúp điện thoại tiết đạo trưởng nắm tóc chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy hắn sư huynh có việc giấu giếm hắn sở lâm sách một tiếng rất có cảm khái nói tam thanh quan chủ cái này người có thế chỗ, ý nghiêm cực kỳ, tiết đạo trưởng. Ta cảm thấy ta giống như lại bị các ngươi đá ra cờ rút cha, tiết đạo trưởng trong mong nhìn qua tô cẩm, tô cẩm cười giải thích một chút, trên tay của ta còn có không ít thiên lôi phù, tiết đạo trưởng cũng không cần lo lắng chuyện này, nếu là thật sự không người nào dám tới mù bíp bíp, cái kia chỉ có thể tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Sở lâm thấy nhà mình sư phụ không lắm để ý, liền vội vàng nóng tràn tử, thân thiện lôi kéo tiết đạo trưởng nói sang chuyện khác bắt đầu trò chuyện chuyện khác tiết đạo trưởng hoảng hốt vài giây đồng hồ mơ hồ ý thức được tô cẩm dường như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra kỳ thật nếu như thực lực đủ cường đại giống như coi như không có bối cảnh cũng không có quan hệ gì tiết đạo trưởng nghĩ như vậy trong chốc lát bắt đầu cùng sở lâm cùng một chỗ tùy ý nói chuyện phiếm ngay tiếp theo trong bao sương không khí cũng hòa hoãn không ít phương tri hạt suy tư hồi lâu thấp giọng cùng Tô Cẩm nói, sư phụ, ta cảm thấy hứa hội trưởng mất tích chuyện này không đúng lắm. Tô Cẩm trầm thấp cười ra tiếng, ăn cơm trước, không cần thiết bởi vì một cái không quá quan trọng người, xấu tâm tình. Phương Tri Hạc gật gật đầu, không còn nói cái gì. Nguyên bản là mấy người tụ cùng một chỗ ăn cơm, thuận tiện buông lỏng một chút, xác thực không thể bởi vì một cái hứa hội trưởng, liền ảnh hưởng cảm xúc. Tô Cẩm nhấp một ngụm trà, đáy mắt có lãnh ý xẹt qua, hứa hội trưởng mất tích nàng cũng không cảm thấy hứa hội trưởng dạng kia lão hồ ly sẽ tùy tiện mất tích xảy ra chuyện. Sau bữa ăn, tiết đạo trưởng mặt dạng mày dày đi theo tô cẩm sau lưng, đồng thời hắn còn cho mình tìm cái rất hoàn mỹ lý do. Nếu như hứa hội trưởng bên kia có tin tức gì, hoặc là manh mối, ta sư huynh khẳng định sẽ nói cho ta, đến lúc đó, ta liền có thể kịp thời nói cho các ngươi biết, chúng ta mọi người cũng có thể cùng một chỗ thảo luận một chút. Sở lâm cùng Phương Tri hạt nhìn về phía Tô Cẩm, thấy sư phụ không có ý kiến, bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến, trở lại khách sạn thời điểm, tô cẩm liếc nhìn tiết đạo trưởng, tiết đạo trưởng bị nhìn có chút xấu hổ, thậm chí có chút lúng túng nhìn về phía nơi khác, ai, bị tô quan chủ nhìn như vậy, tự như là không chỗ che thân đồng dạng, hắn đành phải thành thành thật thật trả lời, ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nếu là có người đến tìm sự tình, tô quan chủ dự định làm sao đem người đuổi đi, nói trắng ra, hắn chính là muốn nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem đạo môn những người kia hạng cuối ở đâu. Tiết đạo trưởng như thế thành thật, Tô Cẩm cũng nghiêm túc nhắc nhở một câu, vậy ngươi xem náo nhiệt thời điểm, nhớ kỹ đứng xa một chút, miễn cho bị ngộ thương. Tiết đạo trưởng, tốt, Tô Cẩm nhất chân liền hướng cửa phòng đi, đi hai bước, nàng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tiết đạo trưởng, đúng, nếu như biết hứa hội trưởng là ở đâu mất tích, phiền phức nói cho ta một tiếng, nói xong lời này, Tô Cẩm liền trở về phòng. Nàng tiến gian phòng, lòng bàn tay liền dâng lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được cái kia đạo truy tung phù cuối cùng dấu vết lưu lại. Chương 369, Đập phá quán, nguyên cảnh là tại nửa giờ sau tìm Tô Cẩm, hắn không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, "A Cẩm, trước đó nói để lão gia tử ngày mai tới gặp ngươi, nếu không đổi cái thời gian, hứa hội trưởng rõ ràng không phải loại lương thiện, hắn không thể vào lúc này cho A Cẩm thêm phiền." Tô Cẩm trầm tư một cái chớp mắt, như vậy đi ngươi cùng lão gia tử nói một tiếng không cần hắn tự mình đến thấy ta nếu như ta có thời gian ta sẽ đích thân đi một chuyến nguyên gia cái này không thích hợp a à? nguyên cảnh hơi nghi hoặc một chút làm lão gia tử ân nhân cứu mạng sao có thể để nàng đi nguyên gia thấy lão gia tử lão gia tử sợ là cũng sẽ không đồng ý Cô cẩm bình tĩnh nói không có gì không thích hợp ngươi quên trước đó ta đi nguyên gia thời điểm nguyên lão gia tử gian phòng ta không tiến vào xem xét vừa vặn hai chuyện cùng một chỗ lo liệu, lão gia tử đã có thể làm mặt cảm tạ nàng, nàng cũng có thể đem cái này không làm xong sự tình giải quyết, nguyên cảnh thần sắc trì trệ, ngược lại là ta sơ sẩy, đem cái này sự tình quên ở sau đầu. Tốt, vậy liền theo A Cẩm ý tứ, về phần khi nào đi nguyên gia, ngươi nói với ta một tiếng là được. A Cẩm thật nhiều là cẩn thận, có điều, hứa hội trưởng sự tình, nguyên cảnh vẫn còn có chút lo lắng, dường như biết hắn suy nghĩ cái gì. Tô Cẩm trấn an một câu, yên tâm, đạo môn bên trong những đạo sĩ kia, với ta mà nói, không tính là nhân vật lợi hại, hai người còn nói vài câu, nguyên cảnh còn chưa rời đi, tiếp đạo trưởng liền vội vội vã chạy tới gõ cửa, phía sau hắn còn đi theo Sở Lâm cùng Phương Tri hạt. tiếp đạo trưởng rất nhanh liền đem mình đạt được tin tức cùng Tô Cẩm nói một lần, cái này hứa hội trưởng a, mất tích trước đó dùng truyền âm phù hướng đạo môn hiệp hội bên trong người cầu cứu, nhưng chỉ tới kịp nói một câu nói hắn vừa nói mình đại khái phương vị truyền âm phù liền cắt đứt liên lạc mà ta sư huynh bọn hắn những người kia tiến đến nơi khởi nguồn về sau phát hiện nơi đó có đánh nhau vết tích trừ cái đó ra hứa hội trưởng còn phát ra một đạo tín hiệu phù tín hiệu phù liền tương đương với cầu cứu phát ra về sau lân cận như hữu đạo môn nhân liền sẽ tiến đến xem xét tam thanh quan chủ một đoàn người vừa vặn cùng mấy cái kia nhìn thấy tín hiệu phù chạy tới người gặp nhau chỉ có điều Đối phương cũng không biết là tình huống như thế nào, bọn hắn tìm tín hiệu phù tìm người, tiến đến thời điểm, cái gì đều không có nhìn thấy, chỉ có một chỗ kịch chiến qua vết tích, nhìn, Hứa hội trưởng gặp gỡ đối thủ khó dây dưa, Tiết đạo trưởng thở dài, Tô quan chủ, hiện tại đạo môn người cho rằng Hứa hội trưởng lần này có thể là giữ nhiều lành ít, mất tích, cái từ này có bao nhiêu loại hàm nghĩa, trừ phi Hứa hội trưởng phúc lớn mạng lớn, không phải rất có thể. Cứ như vậy không có Tô Cẩm không có nhận tiếp đạo trưởng, mà là truy vấn hắn, địa chỉ, hắn cuối cùng mất tích địa chỉ. Tiếp đạo trưởng vội vàng nói một lần đại khái địa chỉ, hứa hội trưởng còn chưa tới Kinh Thành, khoảng cách Kinh Thành còn có một đoạn lộ trình. Tô Cẩm nghe xong địa chỉ, nhất thời liền cười ra tiếng, ta ngược lại là cảm thấy vị này hứa hội trưởng, rất có thể sẽ biến nguy thành an. Tiếp đạo trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó, Tô Cẩm ngáp một cái, ta hơi mệt chút, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sở lâm rất có ánh mắt nắm lấy tiết đạo trưởng rời đi, sư phụ ta muốn ngủ, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta chỗ ấy không có dư thừa phòng trống, người ở trên ghế salon chịu đựng một cái đi. Tiết đạo trưởng muốn cự tuyệt, nhưng suy tư một lát, vẫn là đồng ý, vạn nhất mình yêu cầu quá nhiều, sở đạo hữu đem hắn đuổi đi ra, vậy liền được không bù mất, dù sao trên ghế salon chịu đựng một đêm cũng không phải cái đại sự gì. Nguyên cảnh thời điểm ra đi, mắt nhìn tô cẩm, chỉ nói câu chú ý an toàn, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Mặc kệ là nguyên cảnh vẫn là sở lâm, đều rất có ánh mắt, nghe xong tô cẩm nói cái gì muốn nghỉ ngơi, rõ ràng chính là muốn ngầm đâm đâm gây sự. Này một ít ăn ý, bọn hắn vẫn phải có, cửa phòng bị đóng lại kia một cái chớp mắt, tô cẩm lấy điện thoại di động ra lục soát một chút địa đồ, khóa chặt tiết đạo trưởng nói địa chỉ về sau, trực tiếp thuấn di đến chỗ ấy, tô cẩm mượn ánh trăng, quan sát một chút chung quanh, không thể không nói hứa hội trưởng làm mất nơi này, xác thực rất vắng vẻ đoán chừng bình thường không có quá nhiều người đi ngang qua đi chưa được mấy bước xa tô cẩm liền nhìn thấy đánh nhau qua vết tích nghĩ đến chính là hứa hội trưởng lưu lại tô cẩm cẩn thận quan sát một phen lại dùng linh lực cảm thụ một chút tình huống chung quanh sau đó trong đầu nhanh chóng phân tích hứa hội trưởng mất tích sự tình nàng truy tung phù cuối cùng dấu vết lưu lại ở kinh thành cũng không phải là ở chỗ này cũng liền mang ý nghĩa hứa hội trưởng căn bản cũng không phải là ở đây mất tích nơi này hết thảy càng giống là có người cố ý ngụy tạo mà nàng tặng hai đạo thiên lôi phù cũng là nàng đối hứa hội trưởng sau cùng thăm dò hứa hội trưởng suy nghĩ quá nhiều đến mức thông minh quá sẽ bị thông minh hại nếu là hắn thật không có vấn đề coi như thiên lôi phù hóa thành tro tàn hắn cũng hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng tìm tô cẩm tính sổ sách chất vấn nàng vì cái gì thiên lôi phù sẽ xuất hiện loại tình huống kia nhưng hứa hội trưởng hết lần này tới lần khác lựa chọn phức tạp nhất một con đường hắn lựa chọn làm bộ mất tích nếu như không có truy tung phù có lẽ liền tô cẩm cũng sẽ cho rằng hứa hội trưởng xảy ra chuyện nhưng truy tung phù bại lộ hứa hội trưởng cuối cùng hành tung tô cẩm lắc đầu không khỏi cảm khái làm nhân vật phản diện hứa hội trưởng trí thông minh gần như một mực đan tuyến như thế dưới tình thế xấu còn không quên lật ngược thế cờ nếu như hứa hội trưởng không có thu kia hai đạo thiên lôi phù có lẽ còn có thế lại nhiều dãy dụ một đoạn thời gian đáng tiếc a à, tô cẩm cười khẽ một tiếng dưới ánh trăng, trong chớp mắt biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Tô Cẩm liền bị chuông điện thoại di động cùng tiếng đập cửa đánh thức. Tô Cẩm một bên ấn nút tiếp nghe, vừa đi đi qua mở cửa, điện thoại là sở lâm đánh tới, sư phụ, tam thanh quan chủ truyền lời tới, nói là đạo môn hiệp hội người muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức, vừa dứt lời dưới, Tô Cẩm liền mở cửa phòng ra, ngoài cửa, mấy cái đồ đệ còn có tiếp đạo trưởng chính nổi giận đùng đùng đứng ở đằng kia rõ ràng là đối cái này sự tình giận tô cẩm hướng bọn họ cười cười không phải cái đại sự gì có điều quả thật có chút nhi phiền phức dù sao quán rượu này bên trong đồ vật đều không rẻ, vạn nhất đánh lên đập hư vật trang trí cái gì rất có thể phải bồi thường tiền mà lại địa phương quá nhỏ không thi triển được tiết đạo trưởng đạo môn hiệp hội địa chỉ ở đâu tô cẩm không có hảo ý hỏi hắn đối đầu tô cẩm ánh mắt tiết đạo trưởng vô ý thức trục lại tô Tô quan chủ là muốn đập phá quán sao, câu cẩm không đồng ý lắc đầu, tiếp đạo trưởng ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu. Ta là loại kia tùy tiện động thủ người sao, nàng chỉ là muốn đi qua giảng đạo lý, nếu như giảng không thông, vậy liền không thể trách nàng, dù sao đạo môn hiệp hội không phải địa bàn của nàng, đập nàng không đau lòng. Tiết đạo trưởng nói đàng hoàng địa chỉ, sau đó tô cẩm liền quay đầu trở về phòng, cửa phòng cũng bị nàng bột một tiếng đóng lại. Tiết đạo trưởng có chút hoảng hốt, cơ quan chủ đi đạo môn hiệp hội sẽ mang ta lên nhóm sao? Sở Lâm Thành thật nói, ta cảm thấy sẽ không. Phương Tri hạt gật đầu phụ họa, ta cũng cảm thấy sẽ không, sư phụ khả năng muốn đơn đấu. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đột nhiên liền có ăn ý. Chương 370, đạo môn hiệp hội, tiếp đạo trưởng đứng ở một bên, không hiểu cảm thấy Sở đạo hữu cùng Phương đạo hữu đang đánh cái gì bí hiểm, mà lại hai người này chỉ dùng ánh mắt giao lưu, liền một chữ đều không có phun ra. Tiết đạo trưởng liền rất mê hoặc chẳng lẽ huyền thanh quan giao lưu phương thức chính là dùng ánh mắt giao lưu sao vẫn là nói bọn hắn có cái gì hắn không biết mật ngữ truyền âm kỹ năng tiếp đạo trưởng mờ mịt trong chốc lát liền bị sở lâm dắt lấy đi hướng thang máy mấy phút đồng hồ sau ba người bên trên một chiếc xe sở lâm trực tiếp báo lên đạo môn hiệp hội địa chỉ lúc này tiếp đạo trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai like sở đạo hữu ngươi muốn gạt tô quan chủ lặng lẽ đi gây chuyện a sở lâm ánh mắt phức tạp nhìn xem tiết đạo trưởng ta không phải đi gây chuyện ta là đi xem náo nhiệt sư phụ nàng chắc chắn sẽ không mang bọn ta đi loại thời điểm này chúng ta được từ lực sống lại y theo sư phụ tốc độ nói không chừng bọn hắn đuổi tới địa phương thời điểm sự tình đều đã kết thúc cũng không biết có thể hay không theo kịp dây lát phương tri hạt nhìn về phía sở lâm hắn thật sự nói chúng ta giống như quên một người sở lâm a à, bọn hắn đem tiểu sư đệ quên cái này xấu hổ, sở lâm sững sờ vài giây đồng hồ, hắn trấn định nói, không có việc gì, chúng ta có thể đem tiểu sư đệ giao cho tam gia nhìn xem, phương tri hạt cực cực đầu, cũng được. Tam gia có thế trong tầm tay tiểu sư đệ, giao cho tam gia, bọn hắn cũng yên tâm, thế là, gian phòng bên trong, một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì, hai người đều là bị lãng quên tiểu khả liên, tựa như sở lâm cùng phương tri hạt đoán như thế, tô cẩm đổi quần áo, liền bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp liền dùng thuấn di phù đi đạo môn hiệp hội đạo môn hiệp hội nơi này chọn không nói vắng vẻ nhưng chung quanh nơi này cũng xác thực không có người nào rất trống trải tô cẩm đứng tại đạo môn hiệp hội trước cửa bình tĩnh nhìn lướt qua giữ cửa người trẻ tuổi thấy được nàng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ không kiên nhẫn phất tay đuổi người đây là đạo môn hiệp hội không phải đạo quán nếu như muốn thắp hương cầu phúc ngươi đến nhầm địa phương tô cẩm cười nhẹ một tiếng làm phiền ngươi cùng người ở bên trong thông báo một chút liền nói huyền thanh quan tô cẩm đến tìm bọn hắn tâm sự bái kiến cái từ này nghĩ đến người ở bên trong cũng không xứng người trẻ tuổi nhíu nhíu mày lại huyền thanh quan ta chưa nghe nói qua xem bộ dáng là không có ý định thông báo tô cẩm thở dài nàng thật là cái giảng lễ phép hảo hài tử làm sao huyền thanh quan không có gì thanh danh người ta không nguyện ý cho nàng thông báo kia nàng chỉ có thể mình đi vào Tô Cẩm bình tĩnh đi vào, thấy thế, giữ cửa người trẻ tuổi đưa tay liền phải ngăn cản, Tô Cẩm ngón tay khẽ nhúc nhích, người trẻ tuổi đột nhiên bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, sắc mặt hắn đột biến, thoáng chốc chỉ còn lại tràn đầy hoảng sợ, Tô Cẩm nói khẽ, "Không cần lo lắng, chỉ là cái trò vặt đã, chờ một lúc ngươi liền có thể hành động tự nhiên." Vứt xuống câu nói này, Tô Cẩm liền công khai tiếng đạo môn hiệp hội, thỉnh thoảng nhìn liếc mắt đạo môn hiệp hội bên trong trang trí, không thể không nói cái này đạo môn bên trong người rất là sẽ hưởng thụ. Đi qua một đầu hành lang về sau, nhìn thấy chính là một cái bố trí tỉ mỉ ao nước nhỏ, trong hồ nước còn có cá chết tại vui sướng bơi lên, trừ cái đó ra, còn có chiêu tài cây vân vân. Có thể thấy được những người này ở đây đình viện bên trong tốn không ít công phu, phong thủy bên trên có chút giảng cứu, tô cẩm lại đi hai bước, có người nhìn thấy nàng, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là người phương nào? Làm sao tiến đến, tô cẩm theo tiếng nhìn sang, đối phương là cái đã có tuổi lão đạo sĩ trong tay hắn còn có một cái phất trần phất trần trên có khắc các loại phù văn huyền thanh quan tô cẩm nàng trực tiếp báo ra danh tự đồng thời hảo tâm nhắc nhở một câu ai làm sao đến bây giờ liền ta đều nhận không ra đã muốn tìm nàng phiền phức cũng không biết sớm làm chút công khóa sao hay là nói những người này quá tự tin lão đạo sĩ biến sắc lập tức giận dữ tốt chúng ta không có đi tìm ngươi tính sổ sách ngươi ngược lại tốt mình đưa tới cửa dứt lời lão đạo sĩ ngay tại trong viện hô to một tiếng rất nhanh liền có không ít mặt đạo sĩ phục người xuất hiện tam thanh quan chủ cũng ở trong đó hắn nhìn thấy tô cẩm xuất hiện lập tức cùng những người khác kéo dài khoảng cách hắn cũng không muốn cùng những người này làm đồng bọn thực sự là có hại mặt mũi của hắn lão đạo sĩ cầm trong tay phất trần từ tay trái đổi được tay phải ngược lại là đem khí thế bưng cái mười phần hắn một bộ thẩm vấn ngữ khí Ngươi có biết ngươi đưa cho hứa hội trưởng kia hai đạo thiên lôi phù, làm hại hắn đến bây giờ tung tích không rõ, không rõ sống chết, câu cẩm công công môi, biết a, à, cho nên mới cố ý tới hàng huyên với các ngươi một chút, lão đạo sĩ lại hừ một tiếng, nếu ngươi là thành tâm ăn năn, nên đem thái độ thả đoan chính một chút, dạng này ta cũng có thế từ nhẹ xử lý, ăn năn. Ta tại sao phải ăn năn? Câu cẩm cao giọng hỏi lại, đáy mắt lãnh ý càng ngày càng đậm. Lão đạo sĩ bọn người lập tức nghĩa chính ngôn từ khiển trách, nếu không phải ngươi, hứa hội trưởng sẽ xảy ra chuyện sao? Ngươi biết rõ thiên lôi phù loại bảo vật này sẽ gặp phải người tranh đoạt, ngươi còn đặc biệt rêu rao đem lá bùa đưa cho hứa hội trưởng. Đúng thế, nếu ngươi thực tình nghĩ đưa, vì cái gì không lặng lẽ đưa cho hứa hội trưởng, để hắn thuận lợi trở lại kinh thành. Câu cẩm trực tiếp liền bị những người này ngôn luận khí cười, các ngươi những người này, thật đúng là một chút mặt đều không cần tam thanh quan chủ ở một bên nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy phá lệ đau lòng rõ ràng là hứa hội trưởng ra tay trước như thế báo cáo cố ý làm cho tất cả mọi người đều biết tô cẩm có bảo vật tại tô cẩm bị ép giao ra thiên lôi phù về sau hứa hội trưởng cùng đạo môn hiệp hội thành bên thắng một cái chớp mắt hứa hội trưởng xảy ra chuyện những người này lại bắt đầu đem sai lầm toàn bộ đẩy lên tô cẩm trên thân cái này chẳng lẽ không phải hứa hội trưởng lòng tham tạo thành sao cùng tô cẩm có quan hệ gì Muốn chi hứa hội trưởng mất tích nguyên nhân đến nay vẫn không có thể xác định những người này liền vội vã kéo tô cẩm xuống nước tam thanh quan chủ phiền muộn lắc đầu quay người đi đến khác một bên cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách tô cẩm liếc hắn liếc mắt lười nhác cùng những người này nói nhảm không muốn cùng ta là địch đứng ở tam thanh quan chủ sau lưng đợi lát nữa cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội cuối cùng nghe vậy tam thanh quan chủ ý thức được tô cẩm có thể muốn phóng đại chiêu hắn vội vàng khuyên nhủ cái này sự tình cùng tô quan chủ vốn là không quan hệ nàng không có thiên lôi phù chẳng lẽ không phải cũng là người bị hại sao có hắn không có nói rõ một khi bày ở ngoài sáng ai trên mặt rất khó coi ở đây những người này đại đa số người trong lòng đều rất rõ ràng còn có người muốn mượn cơ hội này diệt trừ tô cẩm dù sao hứa hội trưởng trước đó khen qua tô cẩm cho nàng kéo không ít cừu hận tam thanh quan chủ lại thuyết phục vài câu lúc này mới có lẽ rải rác tán mấy người đứng ở bên cạnh hắn trong đó một cái so tam thanh quan chủ niên kỹ còn lớn đạo sĩ mở miệng, dù sao ta bộ xương già này, nửa thân thể đều muốn xuống mồ, ta không ngại bị đạo môn hiệp hội xa lánh. Một đám người khi dễ người ta một năm nhẹ cô nương, xác thực làm được da mặt so tường thành còn dày. Những người khác cùng nhau hướng hắn liếc mắt, cầm phất trần lão đạo sĩ, nhân cơ hội này, trực tiếp dùng phất trần vung hướng tô cẩm. Tô cẩm ánh mắt lạnh lẽo, trở tay nắm chặt phất trần, mặt không biểu tình nhìn chầm chầm đánh lén nàng lão đạo sĩ làm sao cứ như vậy không giảng đạo lý đâu. Chương 371, Phất Trần Nát, Lệ Khí Hiện, Tam Thanh Quang chủ nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi, liền trái tim nhỏ đều khẩn trương nhanh nhảy ra ngoài. Cái kia Thanh Phất Trần bên trong dấu giếng thiên tàm ti, là cái này Phất Trần đạo nhân pháp khí, càng là sát khí, lúc động thủ, nhưng đoạn người gân cốt, hắn không khỏi lao vệt mồ hôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tô cẩm trong tay dùng sức, Phất Trần bỗng nhiên nhận xung kích, lão đạo sĩ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hướng hắn đánh tới, cả người hắn bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đồng thời, bảo bối của hắn phất trần chỉ còn lại một cái phất trần chui, tản ra phất trần cần như là thiên nữ tán hoa, bay bổng rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ đạo môn hiệp hội yên tĩnh im ắng, lão đạo sĩ hoảng hốt vài giây đồng hồ, nhìn một chút trong tay phất trần chui, đột nhiên nhịn không được, trực tiếp phun ra một mụn máu tươi, những người khác nhau nhau lo lắng không thôi tô cẩm yên lặng lui lại một bước nàng cũng vô dụng khí lực lớn đến đâu tam thanh quang chủ nhìn thấy loại tình hình này yên lặng nhẹ nhàng thở ra xem ra là hắn lo ngại cái này phất trần đạo nhân tại đạo môn hiệp hội xem như sức chiến đấu rất không tệ một cái tiền bối bây giờ bảo bối của hắn phất trần đều chia năm xẻ bảy rất rõ ràng những người này đều không phải tô cẩm đối thủ tam thanh quang chủ ý thức được hai phe chênh lệch hít mắt bắt đầu xem kịch phất trần đạo nhân bị người đỡ lấy hắn đưa tay chỉ vào tô cẩm trong ánh mắt tràn đầy lên án ngươi ngươi hủy ta phất trần ta cùng ngươi không đội trời chung tiếng nói vừa dứt những người khác cũng bắt đầu nhao nhao hướng phía tô cẩm tiến công tô cẩm một chân đạp một cái đừng như vậy phiền phức các ngươi cùng tiến lên mắt thấy những người này ở thế yếu không có phần thắng chút nào phất trần đạo nhân ngồi tại trên bậc thang cao giọng nói bày trận một giây sau những đạo sĩ kia lập tức ngay ngắn trật tự sắp xếp thành một cái trận pháp đem tô cẩm vây vào giữa mỗi người bọn họ đều lấy ra mình pháp khí đại chiến hết sức căng thẳng tam thanh quan chủ vội vàng lui lại mấy bước loại thời điểm này hắn vẫn là lại trốn xa một chút nghi tương đối tốt để tránh bị ngộ thương sự thật chứng minh đơn đấu loại sự tình này tô cẩm cho tới bây giờ không có thua qua tô cẩm liền lá bùa đều không có lấy ra liền đem những này đạo sĩ toàn đánh ngã đạo môn hiệp hội bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng kêu trên. Tô Cẩm tâm tình không tệ hướng phía Phất Trần Đạo Nhân đi qua, ta đều nói, ta tới tìm các ngươi tâm sự, nhưng là các ngươi. Nhất định phải vừa lên đến liền buồn nôn ta, Phất Trần Đạo Nhân nhíu nhíu mày lại, trong tay hắn Phất Trần Chui, cũng là một cái lợi khí, Phất Trần Chui bên trong càng là hàm ẩn huyền cơ, mắt thấy Tô Cẩm cách hắn càng ngày càng gần, hắn chăm chú nắm chặt Phất Trần Chui, không chút do dự hướng phía Tô Cẩm đâm tới, mà Tô Cẩm thân ảnh cũng trong phút chốc biến mất phất trần đạo nhân vô hụt, thậm chí không thể dừng lực đạo, bịch một tiếng, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, trong tay phất trần chui cũng là từ trong tay tróc ra, hướng phía trước lăng xa mấy mét, mắt thấy phất trần chui dừng lại, phất trần đạo nhân vừa định đi nhặt bảo bối của hắn, một giây sau, liền gặp tô cẩm đột nhiên xuất hiện, nàng dơ chân lên, không lưu tình chút nào đem kia còn sót lại phất trần chui dẫm cái tan nát, vỡ vụn thanh âm, tại yên tĩnh trong viện phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn chầm chầm tô cẩm động tác, trong lòng bọn họ ngủ vị tạp trần. Phất trần đạo nhân là đạo môn bên trong lão tiền bối, chui này phất trần lại là hắn để ý nhất đồ vật, hiện tại có thể nói là hài cốt không còn, chỉ còn lại một đống bã vụn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ai cũng không dám phát ra âm thanh, phất trần đạo nhân hận hận nhìn xem tô cẩm, tô cẩm thần sắc hờ hững, nàng rất ít như thế không khách khí, nhưng cái này chui phất trần, giữ lại không được nàng dơ chân lên đá một chút phất trần chui mảnh vỡ, mảnh vỡ bên trong lộ ra một đạo phù, người phất trần sớm đã bị người động tay chân. Tô Cẩm Đạm Mạc vứt xuống một câu nói như vậy, vô số hận ý tuôn hướng trong lòng phất trần đạo nhân, bị câu nói này nói sững sờ, sau đó hắn vội vàng đứng lên đi qua, đem đạo phù kia nhặt lên, sờ đến lá bùa kia một cái chớp mắt, hắn còn có thể cảm nhận được trên lá bùa lệ khí. Mà đạo phù này giấy rõ ràng là dùng máu người vẽ ra đến, cũng không phải là chu sa, phất trần đạo nhân đầu óc mộng lại mộng, hiển nhiên là có chút chậm không đến, tô cẩm lười nhát nhiều lời, chỉ thả câu ngoan thoại, sợ các ngươi từng cái tới tìm ta đơn đấu, lãng phí thời gian của ta, cho nên ta càng nghĩ, liền tự mình đến một chuyến, nếu là có thể thật tốt trò chuyện chút, cũng coi như, nếu là không thể trò chuyện, trực tiếp đơn đấu toàn bộ các ngươi, cũng tốt tiết kiệm các ngươi tìm ta phiền phức tâm tư nếu là lại có người không biết thú chạy đến trước mặt ta tìm phiền toái, lần sau coi như đừng trách ta ra tay độc ác, không sai, nàng chính là tới cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Hôm nay nàng đơn đấu toàn cái đạo môn hiệp hội, về sau đạo môn hiệp hội người lại nghĩ tìm nàng phiền phức, cũng phải cân nhắc một chút đủ tư cách hay không, dạng này cũng tiết kiệm nàng không ít thời gian. Câu Cẩm Nhất chân liền đi, về phần hứa hội trưởng sự tình, nàng cũng lười cùng bọn hắn giảng đạo lý, dù sao đám người này, xác thực không có đạo lý có thể nói, người bình thường đều làm không được loại sự tình này. Tô Cẩm vừa đi hai bước, liền thấy chạy tới sở lâm còn có phương tri hạt, tiếp đạo trưởng vội vã theo ở phía sau, vẻn vẹn suy tư hai giây, Tô Cẩm liền hướng về phía sở lâm vẫy vẫy tay, đại đồ đệ, đến ngươi biểu hiện thời điểm, Tô Cẩm nói đơn giản vài câu tình huống, sở lâm lập tức liền lột lên tay áo, hắn giận không chỗ phát tiết, vọt thẳng tới, các ngươi đám người này, tùy tiện sách ra tới một cái, đều so sư phụ ta lớn, kết quả đây. Một đám người bọn ngươi vây đánh một cái tiểu cô nương, còn không có đánh qua nàng, ai, các ngươi đạo môn hiệp hội thực sự là quá rác rưởi, không chỉ có rác rưởi, da mặt cũng đặc biệt dày, ta nếu như các ngươi, lúc này tìm một cái lỗ chui xuống dưới, không có bản lĩnh còn học người ta vu dội nước bẩn, các ngươi ngược lại là cùng hứa hội trưởng học một ít A, à, hắn một phần báo cáo, liền làm cho sư phụ ta giao ra ba đạo thiên lôi phù, hắn còn không cần tốn nhiều sức đạt được hai đạo, phàm là các ngươi có hắn một nửa năng lực, đoán chừng hiện tại cũng là phó hội trưởng, chỉ là có chút nhi đáng tiếc, khả năng liền ông trời đều chướng mắt hứa hội trưởng làm những sự tình kia, trực tiếp cho hắn đưa cái trừng phạt, ách. Nói không chừng lần sau cũng không phải là mất tích, mà là đi thấy Diêm Vương gia, bị đánh cho mặt mũi bầm dập các đạo sĩ trầm mặt không nói gì. Mặt của bọn hắn phản phất bị mạnh mẽ đánh một bàn tay, lời này, bọn hắn ai cũng không dám phản bác, nhất là Phất Trần đạo nhân, trong tay còn cầm cái kia đạo từ Phất Trần chui bên trong phát hiện phù, hắn có chút xấu hổ cúi đầu, hắn Phất Trần có vấn đề, hắn vậy mà không biết khi nào bị người động tay chân. Cuối cùng lại vẫn là Tô Cẩm giúp hắn, Tô Cẩm bàn giao phương tri hạt một câu, ngươi ở chỗ này trông coi, ai dám đối sư huynh của ngươi động thủ, ngươi cũng đừng khách khí, nàng đối loại này nước bọc chiến, thực sự là không quá cảm thấy hứng thú nàng cho tam thanh quan chủ một ánh mắt, cái sau lập tức đuổi theo cước bộ của nàng, hai người tới đạo môn hiệp hội bên ngoài, tô cẩm chân thành nói, ngươi cẩn thận một chút, loại này tùy thân mang theo pháp khí đều bị động tay chân, rất có thể còn có vấn đề khác, tam thanh quan chủ thở dài, tạ ơn tô quan chủ, kỳ thật phất trần đạo nhân trước kia cũng không phải là dạng này, hắn tuy nói tính tình không tốt, nhưng người coi như chính trực, hy vọng trải qua chuyện lần này, hắn có thể thanh tĩnh một chút đạo phù kia có thể dẫn xuất trong thân thể lệ khí, trường kỳ dĩ vãng, rất dễ dàng thay đổi một người tâm tính, xem chừng là mắt lừa. Tô Cẩm sâu kính nói, xem ra đạo môn hiệp hội nước, còn rất sâu, tam thanh quan chủ sắc mặt đại biến, chương 372, ý thức được vấn đề, tương đối mà nói, Tô Cẩm ngược lại là rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của nàng, hứa hội trưởng tại đạo môn ẩn tàng nhiều năm như vậy, làm sao có thể bất động một chút tay chân, đoán chừng vị kia phất trần đạo nhân pháp khí phất trần, cùng hứa hội trưởng thoát không được quan hệ, nhưng bây giờ, nàng không có chứng cứ có thể chứng minh hứa hội trưởng cùng thiên uyên có quan hệ, mà lại hứa hội trưởng đã mất tích, loại thời điểm này lại tại những người kia trước mặt nói loại này không có chứng cớ sự tình. Rất dễ dàng kích phát những người này nghịch phản tâm lý, mà lại. Đạo môn hiệp hội người ở bên trong, từng cái đều xem nàng như thành cừu địch, trừ phi nàng ngốc nàng mới có thể làm ra loại này không có đầu óc sự tình. Tô Cẩm Trừ nhắc nhở Tam Thanh Quan chủ vài câu, cũng không nói thêm khác, về phần thiên uyên, nàng càng là một chữ không có sách, vạn nhất tiết lộ phong thanh, thiên uyên lại xuất hiện mới kế hoạch coi như không tốt. Một lát sau, Tô Cẩm tính toán thời gian không sai biệt lắm, nàng lên tiếng nói, phiền phức Tam Thanh Quan chủ thay ta cùng sở lâm nói một tiếng, chúng ta nên trở về đi, được. Tam Thanh Quan chủ đáp ứng, trực tiếp đi vào cùng sở lâm nói một tiếng lúc này sở lâm chính đem những người kia mắng cẩu huyết lâm đầu bàn về âm dương quái khí nói chuyện chanh chua sở lâm liền không có thua qua những người kia liền đầu cũng không dám ngẩng lên nghe được tam thanh quan chủ tiện thể nhắn gọi hắn rời đi những người này không khỏi nhẹ nhàng thở ra có lẽ là những năm này tại đạo môn thời gian quá xuôi gió xuôi nước đến mức đánh giá thấp đối thủ mới đưa đến bị đối thủ nghiền ép không còn sót lại một chút cặn làm chật vật như thế chuyện ngày hôm nay ước chừng sẽ là bọn hắn nhân sinh bên trong một cái chỗ bẩn sở lâm thời điểm ra đi lại quay đầu mặt lạnh hơi lường bọn hắn mới chậm rãi rời đi phương tri hạt đi theo phía sau hắn phòng ngừa những người này phản công về phần tiết đạo trưởng tiết đạo trưởng cảm thấy có chút xấu hổ hắn đông nhìn xem tây nhìn xem cuối cùng cùng tam thanh quan chủ lẩm bẩm một câu làm như muốn đi lại bị tam thanh quan chủ một cái níu lại gáy cổ áo không cho phép đi Tiết đạo trưởng trong đầu chậm rãi hiển hiện một cái dấu chấm hỏi, hắn không đi chẳng lẽ chờ lấy những người này mắng hắn sao? Hắn nhưng là cùng sở lâm bọn hắn cùng đi, tam thanh quan chủ nói, nhân thủ không đủ, người hỗ trợ chăm sóc một chút bọn hắn, dứt lời, tiết đạo trưởng mắt nhìn những người này tình huống. Vậy được đi, những người này bị đánh cho đều rất thảm, không phải hắn thổi, tô quan chủ chính là lợi hại nhất, tạm thời lưu lại cũng được, vừa vặn, hắn có thể tại đạo môn hiệp hội làm cái nội ứng nhìn xem những người này có phải là còn tồn trả thù tâm tư nếu là lại có chuyện gì hắn cũng tốt kịp thời thông báo tô quan chủ tiết đạo trưởng tìm được mục tiêu hành động cấp tốc đặc biệt nhanh hắn hai mắt quét qua trực tiếp liền nhắm chuẩn thương thế nghiêm trọng nhất cũng thảm nhất phất trần đạo nhân hắn bước chân thật nhanh đi qua ai tiền bối ta đỡ ngài lên phất trần đạo nhân hốt hoảng dường như vẫn không có thể từ trong đã kích đi tới sở lâm vừa ra khỏi cửa liền cùng tô cẩm báo cáo chiến tích của mình sư phụ trải qua ta tàn phá về sau bọn hắn lại có mấy người thể lực chống đỡ hết nổi học máu đối với cái này sở lâm rất là đắc ý tô cẩm cười ứng thanh làm tốt lắm vứt xuống câu nói này tô cẩm liền dẫn sở lâm trực tiếp về khách sạn mà phương tri hạt thì là mình sử dụng thuấn di phù đuổi theo ba người trở lại khách sạn thời điểm thời gian còn sớm tô cẩm nói các ngươi tiếp tục làm bài tập chúng ta ngày mai đi nguyên gia ăn tiệc thuận tiện cùng nguyên cảnh nói một chút cũng coi là sớm hẹn trước cái thời gian đạo môn hiệp hội sự tình giải quyết nàng xem chừng tiếp xuống có thể lại an ổn mấy ngày tô cẩm tìm tới nguyên cảnh nói với hắn một tiếng hai người đem thời gian hẹn tại trưa mai nguyên cảnh cũng không có chậm trễ thời gian trực tiếp liền đem hẹn xong thời gian truyền đến nguyên gia nguyên gia đối đãi ân nhân cứu mạng tất nhiên là phải chuẩn bị từ sớm thế là một giờ sau nguyên cảnh lại bị lão gia tử hô trở về lấy tên đẹp muốn nguyên cảnh chỉ đạo một chút trong nhà thu xếp có thỏa đáng hay không tương đối tô cẩm bên này vui vẻ hòa thuận đạo môn hiệp hội bên kia có thể nói là tình cảnh bi thảm liền trong viện ao nước nhỏ bên trong tỉ mỉ che chở lấy cá chép cũng sẽ không tiếp tục nổi lên tô cẩm mỗi lần xuất thủ cho đạo môn hiệp hội đám người mang đến thật sâu rung động cùng đã kích bọn hắn thực sự là không nghĩ tới tuổi quá trẻ tô cẩm vậy mà đã có thực lực như thế một đám người đều bị treo lên đánh mà lại rõ ràng vẫn là dưới tay nàng lưu tình kết quả dù sao liền phất trần đạo nhân làm bạn hắn nhiều năm pháp khí đều vỡ thành cặn bã người ngoài không biết bọn hắn những người này lại hết sức rõ ràng cái kia thanh phất trần thế nhưng là khó gặp bảo vật nghĩ đến tô cẩm kia khủng bố mà thực lực đáng sợ đám người không khỏi có chút lòng chua xót bọn hắn giống như trêu chọc một kẻ khó chơi cái này về sau nhưng như thế nào là tốt trong lúc đó không biết là ai hỏi một câu phất trần đạo nhân chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ vừa mới nói xong những người khác cũng đều trông mong nhìn qua phất trần đạo nhân hiện tại hứa hội trưởng không tại phất trần đạo nhân tại đạo môn đã là tiền bối lại là thực lực khá mạnh một cái kia bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là để phất trần đạo nhân nghĩ biện pháp mất đi pháp khí phất trần đạo nhân hoảng hốt ngẩng đầu ánh mắt từ những người kia trên thân đảo qua một lát sau hắn trùng điệp ho hai tiếng bộ dáng dường như thật không tốt. Tiết đạo trưởng đành phải nói, vẫn là trước hết để cho đạo nhân thật tốt dưỡng thương đi. Những người kia không có phản ứng tiết đạo trưởng, phối hợp nói tiếp, ta cảm thấy cái này sự tình không thể cứ như vậy được rồi. Việc này liên quan chúng ta đạo môn hiệp hội tôn nghiêm. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phản kích, nàng không phải liền là ý vào thực lực mạnh, mới tới cố ý gây chuyện sao. Nàng thực lực mạnh như vậy, lúc trước trang cái gì yếu đuối, còn cố ý đem lá bùa đưa cho hứa hội trưởng. Nàng chính là có vấn đề, mắt thấy những người này càng nói càng thái quá, Phất Trần Đạo Nhân bỗng nhiên cao giọng nói, đều ra ngoài, có lẽ là ý thức được Phất Trần Đạo Nhân nổi giận, những người khác không quá tình nguyện đi ra ngoài, tiết đạo trưởng gặp hắn sắc mặt không tốt, cũng đi ra ngoài, chỉ là, vừa đi hai bước, liền nghe hắn nói, tử sân, đem ngươi sư huynh gọi qua, ta có việc cùng hắn nói tiết đạo trưởng thái độ ôn hòa đáp ứng chỉ có điều hắn vừa đi ra đi liền bị đám người kia ngăn chặn tiết đạo trưởng ngươi cùng tô cẩm kia hai cái đồ đệ là quan hệ như thế nào chúng ta nếu là nhớ không lầm ngươi thật giống như là cùng bọn hắn cùng một chỗ tới đối mặt chất vấn tiết đạo trưởng không sợ chút nào thậm chí ngạo kiều nâng lên cầm thế nào ngươi muốn đánh ta liền cái cô nương đều đánh không lại ngược lại là có ý tốt ở chỗ này nội chiến cũng không ngại mất mặt Tiết đạo trưởng không cao hứng câu nói vừa dứt, quay đầu liền đi tìm sư huynh, tam thanh quan chủ ngay tại sắc thuốc. Tiết đạo trưởng thuần thục theo sư huynh trong tay tiếp nhận sắc thuốc sống, phất trần đạo nhân muốn gặp ngươi, nói là có việc nói cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ thuốc, đừng phân tâm. Tam thanh quan chủ căn dặn một câu, quay người rời đi, nghĩ đến, phất trần đạo nhân cũng ý thức được vấn đề, cho nên mới sẽ lúc này tìm hắn đi qua, chương 373, lôi kéo tô cẩm bị cự. Mấy phút đồng hồ sau, tiết đạo trưởng bưng cái chén thuốc, lặng lẽ xuất hiện tại phất trần đạo nhân ngoài cửa, hắn còn chưa kịp nghe lén, cửa phòng liền bị người từ bên trong mở ra, tam thanh quan chủ nhìn thấy là hắn, im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, không có tiền đồ. Lén lúc không làm chính sự, nhanh như vậy liền đem thuốc sắc cốt rồi. Trong ngôn ngữ mang mấy phần cảnh cáo, tiếp tử giận một chút kia tâm tư, nơi nào có thế giấu giếm được hắn, tiết đạo trưởng đành phải cười làm lành, sắc tốt tam thanh quan chủ tiếp nhận chén thuốc nghĩ nghĩ lại căn dặn một câu đã ngươi không chuyện làm vậy ngươi ở chỗ này trông coi đừng để người chạy tới nghe lén tiết đạo trưởng đứng tại chỗ có chút trầm mặt hắn trơ mắt nhìn xem sư huynh đem cửa phòng bột một tiếng đóng lại trông coi liền trông coi đi có điều hắn sư huynh vừa rồi nói câu nói kia hắn thế nào cảm giác nghe giống như là đang cố ý nội hàm hắn tiết đạo trưởng mặt một cái chớp mắt lại đem đầu hướng trên cửa phòng tới gần mấy phần giây lát Tiết đạo trưởng xác định một sự kiện, nói chuyện bên trong, hắn một chữ cũng nghe không đến, bọn hắn khẳng định dùng lá bùa ngăn cách âm thanh nói chuyện, đã như vậy, vậy tại sao còn muốn cho hắn trông coi? Một lát sau, tiết đạo trưởng ý thức được một sự kiện, hắn đây là bị nhà mình sư huynh phạt đứng, hắn khổ sở che lấy trái tim nhỏ cùng sở lâm phát tin tức, đáng tiếc, sở lâm vội vàng làm bài tập, vội vàng tiến bộ, căn bản liền không nhìn điện thoại, tiết đạo trưởng đợi không được hồi phục, chỉ cảm thấy nhân sinh càng gian nan, làm nằm vùng thật là khó. Tô Cẩm đơn đấu toàn cái đạo môn hiệp hội sự tình, rất nhanh liền bị truyền đến đặc thù tiểu tổ trong tai. Đặc thù tiểu tổ người lập tức liền ý thức được Tô Cẩm thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Loại tình huống này, đặc thù tiểu tổ cấp tốc làm ra một cái quyết định. Nhân vật như vậy, không thể tùy tiện đắc tội, đã có thực lực, lại có bảo vật, nói không chừng trừ thiên lôi phù, trong tay nàng còn có những vật khác. Nếu như thế, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là để nàng gia nhập đặc thù tiểu tổ, trở thành bọn hắn người. Thế là, xế chiều hôm đó, đặc thù tiểu tổ người liền mang theo hậu lễ đi vào lục gia khách sạn đại đường, nói là yêu cầu thấy tô cẩm, thái độ có thể nói là 360 độ bước ngoặt lớn, theo trước ngạo mạng hình thành so sánh rõ ràng, liền vị kia chu tổ trưởng, cũng cùng đi qua. Chỉ có điều, chu tổ trưởng cuối cái đầu, xem xét chính là bị ép tới chỗ này. Chu tổ trưởng ở trong lòng vì chính mình kêu oan mấy lần, hắn cũng là dựa theo cấp trên ý tứ làm việc nhưng nào nghĩ tới người ta tô cẩm không phải cái dễ khi dễ cái này một cái chớp mắt đặc thù tiểu tổ lại có mới quyết định nói là muốn lôi kéo tô cẩm như thế tình huống dưới hắn một cái đắc tội qua tô cẩm người tự nhiên là bị xem như nhập đội công trạng không chỉ có không thể thăng chức còn muốn tới chỗ này cho tô cẩm xin lỗi mà lại đến thời điểm hắn vị thủ trưởng kia còn cố ý bàn giao chỉ cần tô cẩm cao hứng liền xem như đánh hắn mắng hắn cũng phải nhận lấy, Chu tổ trưởng nhắm lại mắt, nhịn không được ở trong lòng các loại cảm khái, hắn thật thật là khó, lần này, sợ là muốn xong, Tô Cẩm chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, người bên cạnh gặp hắn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, lập tức liền cười ra tiếng, thuận tiện chế nhạo hắn vài câu, mà những lời này rơi vào Chu tổ trưởng trong tai, có thể nói là chói tai cực, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có cách nào phản bác tô cẩm nghe được đặc thù tiểu tổ người đến cầu kiến nàng thời điểm chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ sau đó khôi phục lại bình tĩnh sở lâm ở bên cạnh sách một tiếng bọn hắn thật đúng là co được giảng được sư phụ buổi sáng đơn đấu đạo môn hiệp hội bọn hắn buổi chiều liền mang theo hậu lễ đến cầu kiến phương tri hạt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sở lâm sở lâm tiếp tục nói bọn hắn náo cái này ra khẳng định là muốn lôi kéo sư phụ một sư phụ thực lực hai sư phụ trên người bảo vật đám người kia khẳng định cảm thấy sư phụ còn có bảo vật cất giấu phương tri hạt bỗng nhiên tỉnh ngộ trên mặt cũng đi theo hiển hiện một vòng khinh thường còn tốt mình bị chạy ra những người này thật sự là càng ngày càng không có phép tắt vậy sư phụ muốn định làm như thế nào trực tiếp cự tuyệt phương tri hạt hỏi tô cẩm về hắn không vội đợi lát nữa lại nói các ngươi tiếp tục luyện tập vẽ bùa sau đó sở lâm lại bắt đầu cùng phương tri hàng cuốn lại không phải liền là vẻ bùa sao hắn nhất định có thể đi phương tri Hạc cũng bắt đầu tiếp tục công khóa của mình mấy người đều rất đầu nhập chu tổ trưởng một đoàn người tâm tình phức tạp tại đại đường chờ nửa giờ như cũ không có nhìn thấy tô cẩm thân ảnh hắn hơi không kiên nhẫn thậm chí là tức giận nhưng hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đặc thù tiểu tổ tìm nàng là cho nàng mặt mũi lời còn chưa nói hết liền bị người đánh gãy chu tổ trưởng ngươi cũng đừng phàn nàn, nếu không phải ngươi đem tô quan chủ đắc tội phải hung ác, nói không chừng sự tình cũng sẽ không như vậy. Chu tổ trưởng tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này, từ trước đến nay lành nghề, đối phương nói một lời này, chu tổ trưởng liền ý thức được cái gì, thế nào, không gặp được tô quan chủ, sự tình không có hoàn thành, ngươi còn muốn để ta cổng nồi. Cái này rõ ràng là ngươi không có bản lĩnh để tô cẩm gặp ngươi, ngươi cho rằng ta nghèo túng, ngươi liền có thể từ phó tổ trưởng lên tới tổ trưởng ngươi nằm mơ hai người một lời không hợp trực tiếp liền động lên tay mà tô cẩm chính là vào lúc này xuất hiện nàng đứng tại địa phương không đáng chú ý nhìn trong chốc lát khí sau đó mới chậm rãi đi tới ngượng ngùng quấy rầy một chút là các ngươi tìm ta sao nàng cười nhẹ nhàng nói lời nói mà chu tổ trưởng cùng một cái nam nhân khác nghe được thanh âm lập tức ngừng tay chu tổ trưởng nhìn thấy tô cẩm thần sắc xấu hổ một cái chớp mắt nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đã tên chó chết này nhìn chầm chầm mơ ước vị trí của mình, vậy chuyện này, hắn nhất định phải chiếm cái công lao, chu tổ trưởng trực tiếp xông qua, hướng phía tô cẩm không lưng xin lỗi, thái độ gọi là một cái thành kính, tô quan chủ, chuyện lúc trước đều là lỗi của ta, là ta vô lễ, cũng là ta có mắt mà không thấy thái sơn, còn hy vọng ngài có thể tha thứ ta, mặc kệ ngài là đánh là mắng, đều là ta nên tiếp nhận, nói xong lời này, Chu tổ trưởng thấy Tô Cẩm Như cũ không có gì cảm xúc biến hóa, hắn lấy hết dũng khí, đầu gối khẽ nhúc nhích, một giây sau liền muốn làm trận cho Tô Cẩm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Cẩm phát giác được hắn ý nghĩ, nhạy cảm nhất xuống tay, trong nháy mắt đó, Chu tổ trưởng chỉ cảm thấy đầu gối của mình phía dưới, phản phất có một cổ lực lượng tại chống đỡ hắn không để hắn quỳ xuống. Tô Cẩm thản nhiên nói, không cần cho ta quỳ xuống, ta đối với ngươi xin lỗi không hứng thú nàng đạm mặt ánh mắt đảo qua đặc thù tiểu tổ mấy người khác, trực tiếp về cự bọn hắn, ta cùng đặc thù tiểu tổ không có gì giao tình, sau này cũng không muốn cùng đặc thù tiểu tổ có bất kỳ liên hệ, bước xuống lời này, tô cẩm liền quay người rời đi, người đứng phía sau, vội vàng gọi nàng, nhưng tô cẩm cũng không quay đầu lại đi, không phải nàng ngạo mạn thực sự là mấy cái này đặc thù tiểu tổ người, tướng mạo đều phá lệ một lời khó nói hết, mấy người kia cũng không có sao chu tổ trưởng tốt đi đến nơi nào. Muốn thật sự là cùng dạng này người làm đồng sự, nàng sợ tổ sư gia tức giận đến nổi điên. Chương 374, lại tiếng nguyên gia, đặc thù tiểu tổ người không có đem sự tình làm tốt, hơn nữa còn tại tô cẩm trước mặt ném mặt mũi, náo một màn như thế, mấy người này chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, gần như là có chút chật vật rời đi khách sạn, ra khách sạn về sau, chu tổ trưởng mấy người một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài, cái này sự tình xem như làm hư hại, sau này trở về khẳng định phải bị mắng đầu tiên là đạo môn hiệp hội bị quần ẩu sau đó lại là đặc thù tiểu tổ mời chào thất bại như thế tình huống dưới cho dù có người lại không thức thời cũng không dám tùy tiện trêu chọc tô cẩm cái này rõ ràng là cái người có thực lực vật ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội là lấy tô cẩm bên này cũng phải cái yên tĩnh ngày kế tiếp nguyên cảnh sáng sớm liền đến đến khách sạn tiếp người phía sau hắn còn có mấy chiếc xe theo thứ tự gạt ra đối với tô cẩm đến nhà đi nguyên gia chuyện này lão gia tử thấy rất là trọng yếu trịnh trọng như vậy ngược lại để tô cẩm có chút xấu hổ kỳ thật chính là nhìn một chút lão gia tử gian phòng có vấn đề hay không sau đó ăn một bữa cơm nếu như không phải ta khuyên can nói không chừng hiện tại tới chỗ này tiếp người chính là lão gia tử nguyên cảnh có chút bất đắc dĩ sở lâm tại tô cẩm sau lưng có vẻ hơi kích động nguyên gia lão gia tử ai sư phụ đây chính là cái nhân vật kinh thành tứ đại gia tộc nguyên gia nội tình đủ nhất cũng là đỉnh cao kim tự tháp kia một nhà, những năm gần đây, chỉ có nguyên gia một mực phồn vinh hưng thịnh, cái này cùng lão gia tử có rất lớn quan hệ, mà bây giờ, liền lão gia tử đều đem sư phụ xem như ân nhân cứu mạng, nếu như không có hữu đạo cửa những thứ ngổn ngang kia người mù trộn rộn, sư phụ ở kinh thành nhất định là có thể như cá gặp nước, dù sao, tứ đại thế gia, trừ đã phế bỏ ninh gia bên ngoài, cái khác ba nhà đều cùng sư phụ có mười phần quan hệ mật thiết, nghĩ như vậy. Sở Lâm tự hào cho Lục Chi Ninh phát cái tin khoe khoang, Lục Chi Ninh rất là rung động, khá lắm, sinh ý đều làm được nguyên gia lão gia tử trên đầu sao? Thế mà liền nguyên lão gia tử cũng mời Tô Quan chủ bọn hắn ăn cơm, thế là Lục Chi Ninh không chút khách khí cho nguyên cảnh phát cái tin, hắn đã thật lâu không thấy Tô Quan chủ, hắn quyết định, hắn muốn đi cưỡng ép ăn chực, nguyên cảnh liếc liếc mắt tin tức, không có phản ứng Lục Chi Ninh, hắn dẫn Tô Cẩm Sư đồ 4 người lên xe nhẹ như mây gió từ nguyên thất trong tay tiếp chìa khóa sau đó ngồi vào vị trí lái bên trên nguyên thất sững sờ một cái chớp mắt yên lặng đi phía sau trên xe không nghĩ tới tam gia thế mà thuần thục như vậy cho tô quan chủ làm lái xe liền thật hâm mộ hắn cũng muốn làm tô quan chủ lái xe còn muốn cùng tô quan chủ nói thêm mấy câu nói không chừng cả người hắn cảnh giới đều có thể đạt được thăng hoa đáng tiếc tam gia không cho hắn cơ hội tô cẩm một đoàn người đến nguyên gia thời điểm Nguyên Lão gia Tử đã đứng tại cổng tự mình nên đón Nguyên Lâm cùng Nguyên Cảnh mẫu thân phân biệt tại Lão gia Tử bên cạnh thân viện hắn. Nguyên Lâm nhỏ giọng nói: Cha, thân thể ngươi còn không có khỏi hẳn, ta đứng ở chỗ này nên đón Tô Quan chủ liền có thể, mà lại Tô Quan chủ người không sai, rất dễ nói chuyện. Nguyên Lão gia Tử liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, ngươi có thể đại biểu ta sao? Nguyên Lâm thành thật trả lời: Không thể, khi chẳng phải được rồi. Tô quan chủ đã cứu ta một mạng, nếu là ta liền này một ít thành ý đều biểu hiện không ra, còn nói gì ân nhân cứu mạng. Lão gia tử khuôn mặt mang mấy phần tiều tụy, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén vô cùng. Nguyên lâm bị giáo dục một phen, cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ trêu đến lão gia tử không vui. Lúc này, tô cẩm sư đồ bốn người xuống xe, nguyên cảnh lạc hậu tô cẩm nửa bước, ba cái đồ đệ an tĩnh đi tại hai người bọn họ về sau. Nguyên lão gia tử vừa nhìn thấy tô cẩm, cả người lập tức kích động, ân nhân. Hắn hô một tiếng, liền đẩy ra nguyên lâm, vội vã hướng phía tô cẩm phương hướng đi đến, tô cẩm sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nguyên cảnh. Nguyên cảnh than nhỏ một tiếng, tăng tốc dưới chân bước chân, đi qua đỡ lấy lão gia tử, ngài đừng kích động, thu liễm một chút, vạn nhất đem tô quan chủ dọa chạy, hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nguyên lão gia tử không cao hứng trừng nguyên cảnh liếc mắt, được thôi, hắn thu liễm một chút lão gia tử hai mắt nhìn trừng trừng lấy tô cẩm đáy mắt tràn ngập ý cười ân nhân mời ngài vào tô cẩm bị cái này hai tiếng ân nhân kêu toàn thân khó nàng bất đắc dĩ lên tiếng lão gia tử không tính là ân nhân cứu mạng ngài giống như bọn hắn gọi ta tô quan chủ liền có thể nguyên lão gia tử lập tức nói tiếp được rồi ân nhân tô cẩm nguyên cảnh bất đắc dĩ vỗ nhẹ lão gia tử cánh tay lão gia tử đành phải đổi xưng hô tô quan chủ ngài trước hết mời tô cẩm không tốt lắm ý tứ đi lên phía trước mấy bước lão già này không khỏi quá khách khí một chút nguyên cảnh lôi kéo lão gia tử lại thấp giọng nhắc nhở vài câu ngươi dạng này sẽ để cho a cẩm không được tự nhiên hắn nói xong cũng nhìn về phía sở lâm sở lâm dây hiểu sinh động không khí loại sự tình này hắn nhất là lành nghề dễ dàng liền để không khí có chút biến hóa không khí một linh hoạt mấy người cũng sẽ không lại quá câu thúc nguyên mẫu tiến tới cùng tô cẩm nói chuyện Tô Cẩm đối nguyên cảnh mẫu thân ấn tượng vẫn là rất không tệ, thế là, lão gia tử rất nhanh liền bị quên đến đằng sau, nguyên cảnh viện lão gia tử, chân thành nói, ngươi nhìn, làm gì đem sự tình làm cho phức tạp hóa, dạng này vô cùng náo nhiệt chẳng phải được rồi, lão gia tử hừ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng hắn cảm xúc rõ ràng có chút biến hóa, xem như tán đồng nguyên cảnh ý tứ, Tô Cẩm tiếng nguyên gia, liền quen thuộc hướng một phương hướng nào đó đi tới, lần trước nàng tới qua nguyên gia, nàng trí nhớ rất tốt chỉ có điều vừa đi hai bước tô cẩm dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lạc hậu mấy bước lão gia tử nàng nụ cười tươi đẹp lão gia tử có thể để cho ta tới ngươi gian phòng nhìn xem sao cái này sự tình nguyên cảnh sớm nói với hắn hắn nói vậy liền làm phiền tô quan chủ hắn vừa nói vừa ra hiệu nguyên cảnh theo tới hắn đi chậm rãi theo không kịp người trẻ tuổi tô cẩm nghiêng đầu mắt nhìn lão gia tử hướng phía phương hướng của hắn đi tới nàng đưa tay khoác lên lão gia tử trên cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt, liên đới lấy nguyên cảnh, ba người cùng một chỗ từ biến mất tại chỗ, ngược lại xuất hiện tại lão gia tử gian phòng bên trong, nguyên lâm cùng nguyên mẫu đồng thời trầm mặt. Tô, tô quan chủ thật đúng là càng ngày càng lợi hại, sở lâm cười nói vài câu, hai vị yên tâm, sư phụ ta xuất mã, sự tình nhất định có thể viên mãn giải quyết, lão gia tử đứng tại bên trong phòng của mình, cả người có chút hoảng hốt, hắn há hốc mồm, nhỏ giọng nói ta là đang nằm mơ sao bá một cái liền xuất hiện tại nơi này tô cẩm thần sắc ôn hòa ngài là hộ khách chúng ta huyền thanh quan đối đãi hộ khách từ trước đến nay đều rất tri kỷ đã lão gia tử đi đứng không quá tiện lợi vậy liền trực tiếp thúng di ai hôm nay cũng là vì hộ khách tận chức tận trách một ngày tô cẩm nói xong lời này liền bắt đầu tại lão gia tử gian phòng bên trong đi dạo nàng nhớ kỹ lão gia tử lúc ấy đi lưu hồn trấn thời điểm còn có người bằng hữu nhưng hắn vị bằng hữu kia lại không chuyện gì, ngược lại là lão gia tử xảy ra chuyện, tuy nói điều này nói rõ không là cái gì, nhưng cẩn thận kiểm tra một lần, tổng sẽ không phạm sai lầm. Chương 375, cổ ngọc hung thú, lão gia tử nhìn Tô Cẩm Bộ dáng nghiêm túc, đáy mắt kính ý không khỏi làm sâu sắc, hắn nghiêng đầu cùng Nguyên Cảnh nói, gặp phải Tô Quan chủ là chúng ta Nguyên gia vận khí, Tô Quan chủ không chỉ có là ân nhân của hắn, còn cứu Nguyên Cảnh, nếu là Nguyên gia không có hắn cùng Nguyên Cảnh đoán chừng dùng không được mấy năm, nguyên gia cũng sẽ lạc bại, nhất là trước đây ít năm, hắn vì nguyên cảnh sự tình, tìm rất nhiều đại sư, nhưng đều không ai có thể giải quyết nguyên cảnh sự tình, cho nên tại biết được Tô Cẩm chính là cứu nguyên cảnh người kia lúc, hắn là thật vô cùng cảm ơn. Tô Cẩm dạo qua một vòng, không có trong phòng phát hiện lớn vấn đề, nhưng vấn đề nhỏ lại là có. Nàng không tốt lắm ý tứ quay đầu lại hướng về phía nguyên cảnh vẫy vẫy tay. Nguyên cảnh lập tức đi qua, là nơi nào có vấn đề sao? Tô Cẩm có chút lúng túng chỉ một cái phương hướng, mà cái hướng kia, thả vừa lúc là lão gia tử két sắt, nàng giải thích nói, cái kia trong tủ bảo hiểm tán phát khí tức không đúng lắm, nguyên cảnh nhíu mày nhìn về phía lão gia tử, nói thẳng, mở ra nó, lão gia tử mắt nhìn két sắt, không lắm để ý nói thẳng ra mật mã, ngươi đi mở đi. Hắn cùng nguyên cảnh nói, dù sao chân chính trọng yếu đồ vật, sẽ không đặt tại rõ ràng như vậy địa phương, cái này trong tủ bảo hiểm, chỉ là bình thường có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm thôi tô cẩm kinh ngạc nhìn về phía lão gia tử ta còn ở lại chỗ này chút đấy lão gia tử ngươi liền đem mật mã nói ra ta tin tưởng tô quan chủ làm người quan minh lỗi lạc ý chí rộng lớn mà lại ít như vậy đồ vật nếu là tô quan chủ thật muốn hắn đưa nàng là được hắn sống nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu chỉ nghe một tiếng vang nhỏ nguyên cảnh mở ra mật mã khóa a cẩm tô cẩm đi qua Tại nguyên cảnh bên người ngồi xuống, trong tủ bảo hiểm đồ vật nhìn một cái không sót gì, rất nhanh, Tô Cẩm ánh mắt rơi vào trong đó một cái hộp gỗ đàn bên trên, nàng đem hộp gỗ đàn lấy ra, ngay trước lão gia tử mặt đem nó mở ra, bên trong là một khối thượng hạng cổ ngọc, nhìn nhiều năm rồi, huy om, lão gia tử hơi suy tư chỉ chốc lát, liền nói, khối này cổ ngọc là ta mấy năm trước mừng thọ lúc nhận được thọ lễ, nói xong lời này, lão gia tử dừng lại một chút, là ta nhị nhi tử tặng khối này cổ ngọc có vấn đề sao? Tô Cẩm một tay nâng hộp gấm, một tay tại cổ ngọc phía trên quơ quơ. Dây lát, nàng nói, không có vấn đề gì lớn, chính là có chút đồ cổ vật không thể tùy tiện thu lại thả trong nhà, có đồ vật khả năng nhiễm một chút sát khí, khí thế hung ác chờ. Còn có một câu, Tô Cẩm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói thẳng, khối này cổ ngọc phía trên điêu chính là chỉ hung thú. Hung thú từ trước đến nay không phải người bình thường có thế đè ép được, mà cái này két sắt, lại tại lão gia tử khắp nơi có thể thấy được địa phương tất nhiên là sẽ ngăn chặn ngươi khí vận từ đó ảnh hưởng đến ngươi nguyên cảnh cùng lão gia tử sắc mặt đều khó coi câu cẩm nói tiếp cho nên lão gia tử bị ảnh hưởng đến khí vận trên sinh hoạt tự nhiên sẽ có một ít sự tình không quá thuận bình thường cũng sẽ thỉnh thoảng tâm tình bực bội cùng thiếu ngủ nhiều mộng trừ khối này cổ ngọc bên ngoài lão gia tử gian phòng bên trong không còn có cái khác vấn đề không giống trước đó triệu gia toàn bộ tòa nhà xuất hiện các loại vấn đề, nghĩ đến cũng cùng bọn hắn tự thân có quan hệ, dù sao nguyên gia cùng mấy cái đạo môn đi đều tương đối gần, nếu như động tay chân quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Về phần vị kia nguyên nhị gia có biết hay không khối này cổ ngọc có vấn đề, cũng không phải là tô cẩm có thế quá nhiều hỏi thăm, nói cho cùng, đây là nguyên gia việc nhà, nên xử lý như thế nào, vẫn là muốn nhìn ý của lão gia tử. Lão gia tử thở dài, thấp giọng nói, việc này mong rằng tô quan chủ giữ bí mật, tô cẩm dây hiểu, lão gia tử yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Hộ khách có được tư ẩn quyền, đã cố ý nói rõ, nàng tuyệt sẽ không lắm miệng, giải quyết chuyện bên này, tô cẩm một mình xuống lầu, nguyên bản nàng còn lo lắng nàng ba cái đồ đệ, cái kia liệu, một chút lâu liền thấy sở lâm mang theo tri hàng đem nguyên phu nhân hống cười đến không ngậm miệng được, mà phương tri hạt, thì là bị nguyên lâm lôi kéo, giảng thuật một chút nhỏ tri thức mấy người nhìn thấy tô cẩm xuống lầu, vui sướng hướng nàng phất phất tay, sư phụ, có phát hiện vấn đề gì sao? Sở lâm tâm tình không tệ hỏi một câu, tô cẩm trả lời, không có vấn đề gì, chờ lấy ăn cơm là được, nghe vậy, nguyên lâm vợ chồng hai người cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, lại một lát sau, nguyên cảnh đỡ lấy lão gia tử xuống lầu đi vào phòng khách, nguyên gia từ trước đến nay không thế nào náo nhiệt, lúc này nhìn thấy náo nhiệt một mảnh, lão gia tử trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười lại có cái nào người già không hy vọng con cháu cả sảnh đường, vô cùng náo nhiệt đâu. Lão gia tử cùng nguyên cảnh nói nhỏ một tiếng, đại bá của ngươi nhị bá hôm nay còn chưa tới sao. Hôm qua không phải đều thông báo bọn hắn rồi. Nói có khách quý, làm sao lúc này bọn hắn còn không có xuất hiện, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nguyên cảnh quay người đi đến hành lang, dựa theo ý của lão gia tử, từng cái gọi điện thoại, dây lát, nguyên cảnh đi trở về đi nói, đại bá có việc, bận không qua nổi nhị bá đã trên đường được lão gia tử lên tiếng ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp ý tứ sau nửa giờ lục chi ninh cùng nguyên lịch một trước một sau đến nguyên gia lục chi ninh mang lễ vật lấy tên đẹp thăm hỏi lão gia tử hắn bình thường cũng sẽ thường đến nguyên gia cùng lão gia tử nói mấy câu lão gia tử đối với hắn cũng không tệ lúc này đang nói chuyện nguyên lịch liền không quá cao hứng đi đến lão gia tử trước mặt cũng không phải cái gì quý khách còn nhất định phải ta trở về, hắn vừa bíp bíp một câu, liền bị lão gia tử ánh mắt hù đến, hắn che miệng lại, có chút hoảng sợ, câu quan chủ đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm con của ta, ta để ngươi trở về lại có vấn đề gì sao? Hay là nói, ngươi không nghĩ nhận ta người cha này rồi, lão gia tử lời kia vừa thốt ra, nguyên lịch coi như ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được lão gia tử tâm tình không tốt lắm, hắn không dám nói thêm cái gì, vội vàng nhận lầm lão gia tử quát lớn vài câu, cũng không có vội vã nhất lên cổ ngọc sự tình, trong lòng hắn, cái này nhị nhi tử mặc dù thường xuyên nói ngoan thoại, còn cùng nguyên lâm không đối phó, nhưng không đến mức kết thân cha xuống tay, lục chi ninh mắt thấy tình huống không đúng lắm, vội vàng chạy tới sở lâm bên kia, thuận tiện cùng biểu đệ hàng huyên vài câu, sở lâm hất cầm lên, một mặt tự hào, biểu ca, ta đề nghị ngươi từ giờ trở đi, sớm lấy lòng ta, bởi vì ta đã tại học tập vẽ bùa, sư phụ còn khen ta tiến bộ rất nhanh lục chi ninh từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ chính nhàn rỗi không chuyện gì ăn trái cây tô cẩm nghe được lục chi ninh thanh âm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt vẻn vẹn liếc mắt tô cẩm trong tay hoa quả liền không thơm nếu không phải lục chi ninh có gia sản phải thừa kế cùng phải thừa kế công ty nàng có thể sẽ đề nghị lục chi ninh đi xuất gia làm cái hòa thượng có chút kiếp đại khái đều là chú định tô cẩm lắc đầu cảm khái một chút, nàng quay đầu lại đi xem cái kia gọi nguyên lịch nam nhân, từ tướng mạo đến xem, hắn gần đây ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng trong nhà hắn hài tử có thể muốn xảy ra ngoài ý muốn, chương 376, đề nghị nhị gia quan tâm nhiều hơn người nhà, lục chi ninh cùng sở lâm thấy tô cẩm nhìn chầm chầm nguyên lịch phương hướng, hai người lập tức đưa tới, sở lâm hiếu kỳ hỏi thăm, sư phụ, chúng ta có phải là lại có sinh ý có thể làm rồi, tô cẩm đối đầu sở lâm ánh mắt, không có trả lời hắn nhưng cũng không có phản bác trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất ngay sau đó tô cẩm dường như nghĩ đến cái gì nàng hướng phía lục chi ninh vẫy vẫy tay lục chi ninh lập tức lại đi tô cẩm bên người rút ngắn một bước tô cẩm yêu thương sờ sờ lục chi ninh đầu lục thiếu gia thật đúng là đường tình long đông a người ở bên ngoài không nhìn thấy tình huống dưới tô cẩm đầu ngón tay có một sợi nhàn nhạt quang chui vào lục chi ninh trong thân thể lục thiếu gia có yêu đương ý nghĩ sao Tô Cẩm thu tay lại, hỏi cái có chút không quá dính dáng vấn đề, nghe vậy, Lục Chi Ninh sửng sốt một chút, Tô Quan chủ cũng không phải bác quái người, hắn cơ hồ là vô ý thức khẩn trương lên, liền nói ra, cũng bắt đầu gập ghềnh, "Ta, ta lại có, đào hoa kiếp sao?" Cả người Như Lâm đại địch, Tô Cẩm thở dài một tiếng, "Chớ khẩn trương, ta liền hỏi một chút." Lục Chi Ninh lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Ta đối yêu đương khẳng định không có gì ý nghĩ." Mấy lần trước sự tình hơi kém muốn mệnh của ta, ta đối với nữ nhân cũng không có gì hứng thú. Hắn hiện tại mục tiêu chính là gây sự nghiệp, vui vẻ công việc. Hắn là cái mười phần sự nghiệp não, ai cũng không thể ngăn cản hắn cố gắng phóng tới sự nghiệp. Tô Cẩm đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười, lục thiếu gia có giác ngộ như vậy, vẫn là rất không tệ, muốn tiếp tục bảo trì nha. Lục Chi Ninh gật gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tô Quan Chủ nói lời từ biệt có thâm ý, bởi vì cùng tô quan chủ nhận biết lâu như vậy, ở giữa lại trải qua nhiều lần sự tình, hắn biết rõ, tô quan chủ sẽ không nói cái gì vô dụng lời nói, lúc đầu rất là vui sướng lục chi ninh, đột nhiên có chút hậm hực, chẳng lẽ hắn lại muốn gặp phải cái gì đào hoa kiếp sao, lục chi ninh lập tức liền làm một cái quyết định, những ngày tiếp theo, hắn nhất định không tiếp xúc bất luận cái gì nữ hài tử. Hắn phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, giữa trưa thời điểm dùng cơm, tô cẩm kiến thức đến nguyên gia xa hoa, Tuy nói không phải mãn hán toàn tịch, nhưng trương này bàn dài, lại là bày gần trăm đạo đồ ăn. Tô Cẩm không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt, liền xong lão gia tử loại này đạo đãi khách, nàng đợi một lát, nhất định phải nhắc nhở một chút vị kia nguyên nhị gia. Lão gia tử sợ Tô Cẩm mấy người câu thúc, hắn cười hiền lành, đây đều là vì Tô quan chủ chuẩn bị, Tô quan chủ tuyệt đối đừng khách khí. Tô Cẩm lên tiếng, đáy mắt tỏa ánh sáng, ngô, có tiền thật tốt, một trận này cơm trưa, trừ lục chi ninh cùng nguyên lịch bên ngoài những người khác khẩu vị cũng không tệ lục chi ninh còn đang vì mình khả năng phát sinh đào hoa kiếp lo lắng mà nguyên lịch nguyên nhị gia thì thuần túy là tim đổ đắc hoảng hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đối diện nguyên lâm hai vợ chồng chính tâm tình vui sướng dùng cơm lại lệch một hạ đầu lại vừa hay nhìn thấy tô cẩm sư đồ bốn người nguyên nhị gia cảm thấy mình cả người đều không tốt lúc trước hắn vì lão gia tử sự tình cũng là lo lắng không thôi nhưng kết quả đây thật vất vả mời đến tam thanh quan chủ kết quả cuối cùng vẫn là hắn không coi trọng cái này trẻ tuổi nha đầu đem lão gia tử sự tình giải quyết rồi hắn đều nghĩ kỹ như thế nào đánh mặt lão tam nhưng kết quả là bị đánh mặt lại là hắn hắn gọi điện thoại hỏi thăm thời điểm tam thanh quan chủ còn một mực đang chỗ ấy khích lệ tô cẩm đem hắn tức giận đến gọi là một cái phát hỏa nguyên lịch càng nghĩ càng bực mình dựa vào cái gì chuyện tốt đều để nguyên lâm gặp gỡ rồi mà lại loại tình huống này lão gia tử còn để hắn tới cùng một chỗ chiêu đãi ân nhân cứu mạng nếu không phải bận tâm mặt mũi nguyên lịch thật muốn đem đối diện lão tam mắng một trận nguyên lâm mơ hồ phát giác được cái gì hắn ngẩng đầu đối đầu nhị ca ánh mắt hắn hảo tâm tình cười cười cái kia liệu cái này ý cười liền tương đương với tại nguyên lịch chỗ ấy lại điểm cây đuốc nguyên lịch đóng mắt bận tâm lấy lão gia tử ở chỗ này hắn lại nhịn một chút nhanh lúc kết thúc nguyên lịch rút cục nhịn không được hắn đột nhiên đứng người lên sau lưng cái ghế cũng theo động tác của hắn phát ra chói tai thanh âm một bàn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn nguyên lịch sắc mặt không tốt nói câu công ty của ta còn có việc về trước đi xử lý lời nói vừa nói ra khỏi miệng hắn liền nhìn thấy lão gia tử sắc mặt trầm xuống nguyên lịch có chút đau đầu sớm biết hắn liền không nên trở về hẳn là cùng đại ca học tập một chút trực tiếp mượn cớ dạng này cũng sẽ không cần nhìn thấy lão gia tử càng không cần nhìn lão gia tử sắc mặt, thậm chí còn không cần nhìn đến già ba gương mặt kia. Tô Cẩm thấy Nguyên Lịch muốn đi, vội vàng lên tiếng nói, Nguyên nhị gia, chờ một chút, Nguyên Lịch không cao hứng nhìn xem Tô Cẩm, Tô Quan Chủ có việc, ngươi đây là thái độ gì? Lão gia tử không vui trừng mắt Nguyên Lịch, đáy mắt cảm xúc gần như phun lửa, Nguyên Lịch quay đầu, rõ ràng cũng là đã có tuổi người, lúc này lại sửng sốt ở nơi nào buồn bực, Tô Cẩm tinh xảo mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, một mặt ôn hòa vô hại, nguyên nhị gia tướng mạo không sai, con cái song toàn, khó được có phúc lớn, nguyên lịch không thể tin quay đầu lại nhìn Tô Cẩm, nàng gọi hắn liền vì khen hắn hai câu, một giây sau, Tô Cẩm lời nói xoay chuyển, có điều, nguyên nhị gia cũng không cần luôn luôn bận bịu công việc, bận bịu sự nghiệp, có đôi khi, còn cần cố một chút gia đình, quan tâm một chút người nhà, nguyên lịch trầm mặt vài giây đồng hồ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta còn cần ngươi giáo huấn cha ruột ở chỗ này, đều không có giáo huấn ta. Đến phi ngươi, vừa mới nói xong, lão gia tử trực tiếp rẽ ngang trượng đánh qua, ở ngay trước mặt ta, ngươi liền dám đối tô quan chủ loại thái độ này. Nếu là ta không tại, ngươi còn không phải vén toàn cái nguyên gia, lão gia tử tức giận nói, theo ta lên lầu. Hắn đều nhịn một hồi lâu, lại cứ nguyên lịch còn tại dẫm lôi, nguyên lịch vô ý thức sờ sờ chịu một côn phía sau lưng, hắn im lặng nhìn xem nhà mình cha ruột ở trước mặt người ngoài, thế mà động thủ với hắn, nguyên lịch mặt mũi tràn đầy viết không phục, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lão gia tử lại rẽ ngang trượng đánh qua, ngươi là cảm thấy ta lão, vẫn cảm thấy ta sách không động đau rồi, nguyên lịch cứng cổ cùng lão gia tử đối mặt, nửa phút đồng hồ sau, hắn thành thành thật thật lên lầu, lão gia tử ngượng ngùng cùng tô cẩm xin lỗi, để tô quan chủ chê cười, ta đi giáo dục một chút không nghe lời nhi tử, nguyên cảnh hơi suy tư, chủ động đi đỡ lão gia tử, thuận tiện tri kỹ hỏi một câu, da da, muốn hay không mời gia pháp, bởi vì cái gọi là ngọc không mài thì không sáng, mà lại gậy chống dùng, không quá thuận tay, lão gia tử suy tư một lát, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, cô cẩm nghe nói như thế, hơi kém cười ra tiếng, sở lâm nhịn không được hướng về phía nguyên cảnh bóng lưng giơ ngón tay cái lên, tam gia đổ thêm dầu vào lửa trâu phê, ba người lên lầu về sau, không có vài phút, lỗ tai rất thính cô cẩm, liền rõ ràng nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, tô cẩm nụ cười trên mặt lại thâm sâu mấy phần, ai, mặc kệ bao lớn niên kỷ, ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi, lão gia tự giáo huấn nhi tử, các nàng nơi nào có thế xen vào nói cái gì, chương 377, khác thường hành vi, hưởng thụ xong cơm trưa, tô cẩm mấy người lại tại trong phòng khách ngồi trong chốc lát, không bao lâu, nguyên lịch liền từ lầu 2 đi xuống, từ bên cạnh bọn họ qua đường thời điểm, nguyên lịch nhìn chầm chầm tô cẩm, Bộ dáng kia dường như muốn nói cái gì, nhưng lại e ngại lão gia tử lực uy hiếp, đành phải quay đầu rời đi. Chỉ có điều, nguyên lịch bước chân rõ ràng không đúng lắm, thời điểm ra đi khập khiển xem xét chính là bị lão gia tử thật tốt giáo dục. Cô cẩm che miệng cười khẽ, dường như có chút bất đắc dĩ. Vị này nguyên nhị gia tuy nói lớn tuổi, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại lão gia tử. Cái này nguyên gia, đến cùng vẫn là lão gia tử nhất thanh tĩnh. A à đúng, nguyên cảnh cũng rất thanh tĩnh cách không được lão gia tử sẽ đem nguyên gia giao cho nguyên cảnh ngay sau đó nguyên cảnh cũng từ trên lầu đi xuống tô cẩm nhìn thấy hắn nhẹ giọng hỏi lão gia tử còn tốt chứ ta ở chỗ này cũng không có việc gì đợi lát nữa cùng lão gia tử chào hỏi nàng liền có thể rời đi nguyên cảnh trầm giọng nói lão gia tử không có việc gì chính là lớn tuổi nhị bá còn nói chút không xuôi tai đem lão gia tử tức giận đến không nhẹ nguyên lâm nghe đến lời này vội vàng đi lên lầu nhìn lão gia tử, Tô Cẩm gật gật đầu, đưa cho nguyên cảnh một đạo lá bùa, đây là an thần phù, có thể để lão gia tử ngủ ngon giấc, tạ ơn a Cẩm. Nguyên cảnh tiếp phù, trong lòng tràn đầy cảm khái, nếu không phải gặp phải a Cẩm, nguyên gia chỉ sợ thật muốn đại loạn, đợi lát nữa ta sẽ để cho nguyên thất đưa ngươi nhóm trở về, ta ở chỗ này muốn bao nhiêu đợi mấy ngày. Nguyên cảnh đáy mắt xẹt qua một vòng bất đắc dĩ, nguyên gia sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Tô cảm thấy nguyên cảnh đáy mắt chỗ sâu có mấy phần ưu sầu, nàng nghĩ nghĩ, đưa tay sờ một chút nguyên cảnh đầu, ngón tay rơi vào trên sợi tóc kia một cái chớp mắt, có ánh sáng nhạt tràn ra, sau đó tại nguyên cảnh quanh thân quanh quẩn, cuối cùng không có vào thân thể của hắn, tô cẩm thu tay lại thời điểm, nguyên cảnh còn tại ngốc trệ bên trong, nàng cười nói, đưa ngươi may mắn, nguyên gia loại này thế gia, khẳng định có một đống sự tình phải xử lý, nguyên cảnh bộ dáng này, khẳng định là có cái gì bực mình cục diện rối rắm xem ở bình thường quan hệ bên trên nàng tiễn hắn một đạo chúc phúc thẳng đến tô cẩm quay người nguyên cảnh mới sững sờ lấy lại tinh thần ánh mắt của hắn theo tô cẩm thân ảnh mà động cả người đều có chút nhỏ kích động phấn khích a à, cẩm sờ đầu hắn rồi còn nói tiễn hắn may mắn liền rất cao hứng không cẩn thận nhìn thấy nguyên cảnh ngây ngốc bộ dáng nguyên mẫu lắc đầu im lặng lẩm bẩm một câu không có tiền đồ quan hệ cũng không có tiếng một bước A, à, cái này ngốc rồi. Tô Cẩm từ nguyên gia rời đi thời điểm, lão gia tử tại nguyên lâm nâng đỡ cũng đi ra ngoài, có thể thấy được lão gia tử đem Tô Cẩm thấy rất trọng yếu, mà nguyên lịch lại đối Tô Cẩm nhiều lần bất kính, có thể nghĩ, nguyên lịch nhất định là muốn bị giáo huấn. Nguyên lịch từ nguyên gia rời đi về sau, càng nghĩ càng không thoải mái, tựa như là có khẩu khí ngăn ở ngực bên trong giống như, hắn liền không rõ, lão gia tử tại sao phải coi trọng như vậy Tô Cẩm hắn không có trải qua lưu hồn trấn sự tình nhưng là như thế một năm nhẹ cô nương thật có thể mạnh hơn tam thanh quan chủ trong mắt hắn hắn càng tin tưởng là tô cẩm biểu hiện xuất sắc đoạt công lao mà tam thanh quan chủ yêu quý hậu bối cho nên mới vì đó nói một chút lời hữu ích tam thanh quan chủ ta nói đều là lời nói thật ngươi không muốn mù não bổ đột nhiên xe qua cái giảm tốc mang nguyên lịch bị lắc một chút sắc mặt của hắn lúc này liền biến mấy phần nguyên lịch nổi giận đùng đùng nhìn xem phía trước lái xe ai bảo ngươi mở nhanh như vậy mở ổn một chút hắn vừa nói vừa sờ sờ bị đánh địa phương t nguyên lịch hít vào một ngụm khí lạnh còn nói câu đi bệnh viện phía trước lái xe vội vàng ứng thanh sợ sờ lão bản rủi ro nguyên lịch tiến bệnh viện thời điểm không biết có phải hay không ảo giác hắn hoảng hốt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hắn vội vàng đuổi theo lại bởi vì ăn đòn nguyên nhân đi đường thập khiển hơi dùng sức liền sẽ tác động vết thương đến mức không có xa mấy bước nguyên lịch liền đem người mất dấu hắn đứng ở đằng kia mắt nhìn bốn phía lái xe cầm đăng ký đơn chạy tới lão bản là đang tìm người sao nguyên lịch nói ta vừa rồi giống như nhìn thấy tinh nhị thân ảnh lái xe cũng đi theo tìm kiếm khắp nơi giây lát hắn nói khẽ lão bản nếu không gọi điện thoại hỏi một chút nguyên lịch thở dài được rồi có lẽ là ta nhìn lầm nữ nhi của hắn làm sao lại xuất hiện tại bệnh viện loại thời điểm này không chừng ở đâu tiêu sái đâu hắn mắt nhìn đăng ký đơn hướng trong bệnh viện đi đến mười mấy phút qua đi nguyên lịch trở lại trên xe lão gia tử xuống tay vẫn là biết nặng nhẹ cũng chính là một chút bị thương ngoài da cần nuôi tầm vài ngày nhưng nguyên lịch trong nội tâm luôn cảm thấy không quá dễ chịu nhất là trong đầu không hiểu liền xuất hiện tô cẩm gương mặt kia còn có nàng nói kia mấy câu Suy tư một lát sau, Nguyên Lịch nói, phía trước điều cái đầu, ta về thăm nhà một chút. Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, cho Nhi Tử gọi điện thoại, hỏi thăm một chút gần đây tình huống. Nhi Tử qua loa ứng vài câu, liền cúp điện thoại, nghe không giống như là có chuyện gì. Sau đó, hắn vừa khẩn trương cho nữ Nhi gọi điện thoại, hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, cũng không biết có phải là tô cẩm kia mấy câu hù đến hắn, mới trêu đến hắn suy nghĩ lung tung. Sau đó, nguyên lịch liền phát hiện nữ nhi điện thoại tắt máy số điện thoại di động đánh không thông nguyên lịch ánh mắt lóe lên vội vàng cho nhà người hầu gọi điện thoại hỏi thăm tình huống người hầu chỉ nói nói tiểu thư sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài bây giờ còn chưa trở về nguyên lịch tâm thần không yên lại truy vấn vài câu người hầu có chút không hiểu tiểu thư không có việc gì a à, chính là nhìn khả năng tinh thần không tốt lắm giống như là ngủ không ngon bình thường tiểu thư cũng sẽ có loại tình huống này người trẻ tuổi thích thức đêm ngày thứ hai ngủ ngon giấc liền lại khôi phục lại, bình thường, nguyên nhị tiên sinh rất ít chú ý tình huống trong nhà, làm sao lần này, gọi điện thoại hỏi nhiều như vậy. Người hầu lòng tràn đầy nghi hoặc, nguyên lịch khi về đến nhà, nguyên tinh nhị như cũ không ở nhà, hắn đại khái ở nhà nhẫn nại tính tình chờ 2 giờ, mới đem nữ nhi chờ trở về, ngươi đi đâu vậy rồi. Nguyên lịch không cao hứng mà hỏi, Nguyên tinh nhị mang theo bao, kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi làm sao ở nhà, Nguyên lịch bị hỏi có chút chột dạ, bình thường chỉ lo sự nghiệp, quả thật rất ít quan tâm tình huống trong nhà. Hắn chậm chậm, nói, đánh người điện thoại đánh không thông, người tắt máy, liền về nhà nhìn xem. Nguyên tinh nhị rất bình tĩnh về hắn, điện thoại không có điện, nếu như không có việc gì, ta trước hết trở về phòng. Thái độ của nàng rất lãnh đạm, Nguyên lịch chỉ cảm thấy đau lòng. Đây chính là con gái ruột, đối với hắn liền cái này thái độ xem ra hắn về sau xác thực phải thật tốt quan tâm quan tâm nữ nhi. Nguyên tinh nhị về đến phòng về sau, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng phản ứng đầu tiên chính là đem cửa phòng khóa trái, sau đó bật đèn, nhanh chóng đến đâu chạy tới đem tất cả cửa sổ kiểm tra một lần, sau đó đem màn cửa toàn bộ kéo lên, làm xong đây hết thảy, nàng phía sau lưng tựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, cả người đều có chút bất an. Chương 378, ta giống như bệnh, chạng vạn tối lúc, nguyên lịch không đợi được nguyên tinh nhị xuống lầu ăn cơm đã thấy người hầu bưng đồ ăn đi lên lầu hắn kinh ngạc đem người gọi lại tại sao phải đem thức ăn bưng lên đi người hầu thành thành thật thật nói tiên sinh tiểu thư mấy ngày nay đều là loại trạng thái này yêu cầu chúng ta đem thức ăn đưa lên nguyên lịch lúc đầu nghĩ nổi giận nhưng nghĩ nghĩ dù sao cũng là nữ nhi của mình bình thường hắn cũng xác thực không chút quan tâm tới nàng nghĩ như vậy hắn đè xuống tính tình hướng phía người hầu đi qua đồ ăn cho ta ta bưng lên đi, nguyên lịch đi hai bước, đột nhiên quay đầu, đúng, phu nhân đâu? Phu nhân ban đêm không trở lại ăn cơm sao, người hầu thần sắc phức tạp, phu nhân rất ít trở về ăn cơm chiều, cùng ngài đồng dạng đi sớm về trễ. Về phần thiếu gia, cũng thường xuyên không trở lại, nguyên lịch thở dài một cái, xem ra hắn xác thực hẳn là thật tốt quan tâm một chút gia đình của hắn, hắn bưng đồ ăn lên lầu, đi đến nguyên tinh nhị trước cửa phòng ngủ, sau đó đưa tay gõ cửa một cái tinh nhị. Đi ra ăn cơm, hô hai tiếng, không người trả lời, nguyên lịch vô ý thức liền đi mở cửa, lại phát hiện cửa phòng bị khóa lại, nguyên lịch lập tức có chút khẩn trương, gõ cửa động tác cũng biến thành lớn một chút, nhưng mà đông 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 gõ cửa âm thanh, như cũ không có thể làm cho nguyên tinh nhị mở cửa, người tới. Nhanh cầm dự bị chìa khóa. Nguyên lịch trống một tiếng, người hầu dọa cho phát sợ, vội vã cầm chìa khóa tới, nguyên lịch thử mở cửa, đột nhiên ý thức được một vấn đề, cửa bị khóa trái rồi, hắn đột nhiên vỗ xuống trán, ta đều gấp hồ đồ. Dứt lời, nguyên lịch tiện tay ném chìa khóa, nhấc chân liền bắt đầu đạp cửa, một phen thao tác về sau, cửa phòng rốt cục bị mở ra, nguyên lịch vội vàng vọt vào, sau đó liền thấy nguyên tinh nhị dáng tại góc tường ngồi, nhắm mắt mang theo tai nghe bộ dáng. Tất cả vội vàng tại cái này một cái chớp mắt hóa thành nổi giận, nguyên lịch tức giận đến muốn đánh người, hắn ở bên ngoài gấp người đều nhanh ngốc, kết quả nữ nhi mang theo tai nghe từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi động tĩnh lớn như vậy hợp lấy nàng một chút cũng không nghe thấy căn phòng ngủ này cửa đều sắp bị hắn đạp rơi nguyên lịch tức giận đến lại đi đi về trước một bước lúc này hắn mới cảm giác được bị đánh địa phương truyền đến cảm giác đau đớn vừa rồi lo lắng phía dưới lại là đạp cửa lại là xô cửa cũng không có chú ý mình thương thế lúc này lấy lại tinh thần nguyên lịch thập khiển đi tới hắn đi đến nguyên tinh nhị trước mặt không Lưng đưa nàng trên đầu tai nghe một cái kéo, sắc mặt có chút đen chìm nhìn qua nàng, một giây sau, liền gặp Nguyên Tinh Nhị đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi, cả người co lại thành một đoàn, giống như là tại phòng bị cái gì, Nguyên Lịch rất là kinh ngạc, ta có đáng sợ như vậy sao? Nguyên Tinh Nhị nhìn người tới là Nguyên Lịch, lại cúi đầu nhìn một chút cái bóng dưới đất, nàng mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, có chuyện gì sao? Nàng thấp giọng hỏi câu nguyên lịch chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết ta tới cấp cho ngươi đưa cơm gọi ngươi ngươi không có lên tiếng gõ cửa ngươi cũng không có phản ứng còn giữ cửa khóa trái hù chết ta nguyên lịch không quá cao hứng oán trách hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nguyên tinh nhị nghiêng đầu đi xem cửa phòng của mình cái này xem xét trực tiếp liền đổi sắc mặt nàng nhanh chóng đứng dậy đi qua kiểm tra khóa cửa quả nhiên khóa cửa xảy ra vấn đề nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên lịch Ngươi cho tới bây giờ đều mặc kệ ta, một lòng đều là kiếm tiền, hiện tại nổi điên làm gì đạp ta cửa. Nguyên lịch bị nói có chút chột dạ, vậy ta ngày mai tìm người, ngươi ra ngoài. Nguyên tinh nhị đánh gãy hắn, cảm xúc dường như có chút dị thường. Nguyên lịch không có cách, đành phải đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, nhưng lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Hắn quay đầu lại, lại tỉ mỉ mắt nhìn Nguyên tinh nhị. Đột nhiên, Nguyên lịch hỏi một câu, ngươi hôm nay có phải là đi bệnh viện rồi? vừa mới nói xong nguyên tinh nhị liền đổi sắc mặt nguyên lịch tuy nói bề bộn nhiều việc công việc không chút quan tâm tới nữ nhi nhưng chuyện vừa rồi vẫn là để hắn phẩm ra như vậy có cái gì không đúng đầu tiên trong nhà mình cửa tại sao phải khóa trái trong nhà này trừ người hầu căn bản liền không có những người khác người hầu tất nhiên là không dám xông vào tiếng gian phòng của nàng mà lại hắn xông vào thời điểm phát ra động tĩnh lớn như vậy đây là phải có nhiều đầu nhập khả năng một chút thanh âm đều nghe không được lại thêm nàng ngồi chồm hổm ở góc tường kia dáng vẻ càng giống là tại phòng bị cái gì nguyên lịch càng nghĩ càng thấy phải có vấn đề thanh âm hắn cũng ôn hòa không ít tinh nhị có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không ngươi nói cho ta một chút không có việc gì là nguyên gia giải quyết không được nguyên tinh nhị lắc đầu cúi đầu nhìn xem mũi chân bộ dáng này càng làm cho nguyên lịch lo lắng cùng khẳng định nữ nhi xảy ra vấn đề cơm tối tất nhiên là ăn không trôi. Hắn đi trở về đi, một tay lôi kéo nữ nhi thủ đoạn, một tay đem cửa phòng khép lại, cửa phòng phát ra chói tai thanh âm, nguyên lịch cũng không thèm để ý, hắn hướng dẫn từng bước, ý đồ từ nữ nhi nơi đó nhô ra một chút tin tức, làm sao, nguyên tinh nhị một mực cuối thấp đầu không đáp lời, mặc kệ nguyên lịch hỏi cái gì, nàng đều không lên tiếng, thẳng đến cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng, nguyên tinh nhị đột nhiên rung lên, giống như là nhận cực kỳ kinh hãi dọa giống như nhìn xem cửa phòng phương hướng. Nguyên lịch không bỏ qua sắc mặt của nàng biến hóa, hắn quay đầu mắt nhìn cổng, trầm giọng nói, đừng sợ, vừa rồi ta giữ cửa đạp xấu, cửa đóng không kín, có chút động tĩnh là bình thường. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nguyên tinh nhị vai, tinh nhị, xong lần này, nguyên tinh nhị không chỉ có không đáp lời, còn đứng dậy đem nguyên lịch đẩy ra phía ngoài, ngươi ra ngoài. Ra ngoài, nguyên lịch không thể làm gì, không có cách, Ai bảo mình cùng nữ nhi không phải rất thân cận đâu, cho dù xảy ra chuyện, nữ nhi cũng không nguyện ý nói với hắn. Nguyên lịch suy đi nghĩ lại, cho nhà mình phu nhân gọi điện thoại, nhưng mà, không đợi hắn nói xong, phu nhân đem hắn điện thoại treo. Nguyên lịch cầm di động, trầm mặt chỉ chốc lát, cuối cùng, hắn mặc dạng mày dày cho nguyên cảnh gọi điện thoại. Dù sao, nguyên cảnh trẻ tuổi, hẳn là có thế cùng tinh nhị thật tốt trò chuyện chút, mà lại tương đối đáng tin cậy. Nguyên cảnh nhận điện thoại, liền vội vàng từ lão trạch chạy tới nguyên cảnh chạy đến thời điểm nguyên lịch còn đứng ở nguyên tinh nhị cửa phòng nhìn lên thấy nguyên cảnh nhanh như vậy chạy tới nguyên lịch có chút xấu hổ làm trưởng bối hắn bình thường xác thực không có một chút trưởng bối tự giác nhưng hắn mới mở miệng nguyên cảnh vẫn là không nói hai lời liền vội vàng đến chỗ này nguyên lịch xấu hổ đạo câu xin lỗi nguyên cảnh cũng không thèm để ý trước nói một chút tinh nhị tình huống nguyên lịch nhỏ giọng đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần còn có chính mình suy đoán nói xong lời cuối cùng hắn lo lắng nói cái này sự tình có thể là ta có chút nghi nghi thần nghi quỷ nhưng tinh nhị dáng vẻ nhìn thật là lạ nguyên cảnh phụ họa gật đầu ta trước nói với nàng vài câu nói xong lời này nguyên cảnh đi lên trước gõ cửa tinh nhị là ta nguyên cảnh nguyên lịch nhỏ giọng nói ngươi gõ cửa vô dụng nàng không cho mở cửa vừa dứt lời dưới nguyên tinh nhị liền đem cửa phòng từ bên trong mở ra nguyên lịch nguyên cảnh liếc hắn một cái nói thẳng có rảnh liền quan tâm nhiều hơn quan tâm người nhà của ngươi không phải nàng sẽ không như thế mâu thuẫn ngươi nguyên cảnh đi vào về sau không có vội vã mở miệng hắn không chút biến sắc quan sát một chút căn phòng ngủ này mà nguyên tinh nhị nhìn thấy hắn kia một cái chớp mắt vô ý thức đưa tay chọc chọc nguyên cảnh cảm giác được hắn là chân thật tồn tại về sau nàng đột nhiên có chút không kềm được cảm xúc nàng run vừa nói đường ca ta ta giống như giống như bệnh chương 379, hình xăm, nguyên cảnh nhíu nhíu mày lại, thanh âm tận lực ôn hòa mấy phần, đừng sợ, từ từ nói, nguyên tinh nhị đối nguyên cảnh từ trước đến nay rất tín nhiệm, nhìn thấy hắn kia một cái chớp mắt, nàng sợ hãi cũng hơi xua tan như vậy một chút, nguyên cảnh đưa tay viện nguyên tinh nhị đi đến trên ghế salon ngồi xuống, hắn tinh tế quan sát đến đường muội sắc mặt, đáy mắt có xanh đen, xem xét liền không chút ngủ ngon, ta không biết là chuyện gì xảy ra, ta mấy ngày nay, Mấy ngày nay một mực xuất hiện nghe nhầm tình huống, mà lại có đôi khi, còn giống như có thể nhìn thấy đồ vật lung tung ngổn ngang, nhưng là nhìn kỹ đi, nhưng lại không có. Nguyên tinh nhị có chút sụp đổ, tay không cử động nói, ta đem cái này sự tình cùng ta khuê mật nói một lần, ta khuê mật đề nghị ta đi bệnh viện kiểm tra, hôm nay ta cũng đi bệnh viện, thế nhưng là bác sĩ nói ta không có vấn đề gì, bọn hắn còn đề nghị ta đi xem một chút bác sĩ tâm lý, nói đến chỗ này, nguyên tinh nhị rất là bối rối, ta không muốn trở thành bệnh tâm thần đường ca ta thật không biết làm sao bây giờ mà lại chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại loại kia nghe nhầm liền lại sẽ xuất hiện tựa như là có người tại bên tai ta một mực nói chuyện một mực nói chuyện nguyên tinh nhị bịt lấy lỗ tai sợ hãi nhìn qua bốn phía ánh mắt dần dần tan rã nguyên cảnh nhíu nhíu mày lại hắn không xác định đường muội đến cùng là tình huống như thế nào hơi suy tư vài giây đồng hồ Hắn liền lấy ra một đạo hộ thân phù tại nguyên tinh nhị trên thân Phật một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy hộ thân phù có rất nhỏ phản ứng, Nguyên Cảnh khẽ giật mình, vội vàng đem lá bùa dán tại nguyên tinh nhị trên thân, sau đó hắn vội vàng cho Tô Cẩm gọi điện thoại, đồng thời, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, trực tiếp đối Nguyên Lịch nói: "Ngươi đi bên trong bồi tiếp nàng, ta để A Cẩm tới xử lý." Nguyên Lịch sững sờ vài giây đồng hồ, giật mình ý thức được Nguyên Cảnh lời này ý tứ hắn vội vàng chạy vào đi xem nữ nhi tình huống, nói cách khác, nữ nhi thật gặp gỡ thứ gì, tô cẩm tiếp vào điện thoại về sau, mang phương tri hạt đồng hành, sở lâm có chút tiểu u oán sư phụ, ta cũng có thể cùng một chỗ, thời gian rất muộn, ngươi cùng tri hàng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, dạng này mới có thể tiếp tục cố gắng tiến bộ. Tô cẩm trấn an một câu, liền trực tiếp rời đi, sở lâm thở dài, cùng phương tri hàng hai người cùng một chỗ nói thầm, xem ra là vị kia nguyên nhị gia nhà tiểu thư hoặc thiếu gia xảy ra vấn đề đúng vậy a à, sư phụ từ trước đến nay sẽ không nói nói nhảm nàng nói mỗi câu lời nói đều muốn cẩn thận châm trước. sư huynh đệ hai người bíp bíp trong chốc lát bắt đầu vùi đầu liền ngủ tô cẩm cùng phương tri hàng tốc độ rất nhanh chẳng qua vài phút thời gian liền đến nguyên nhị gia trong nhà nguyên cảnh đã ở ngoài cửa chờ lấy hắn vừa nhìn thấy tô cẩm liền nhẹ nhàng thở ra lập tức đem tình huống nói một lần đã lá bùa có rất nhỏ phản ứng, vậy liền đúng là không phải bình thường sự kiện. Tô Cẩm Bình tĩnh trả lời, ta hôm nay nhìn thấy nguyên nhị gia thời điểm, liền từ hắn trong tướng diện nhìn ra mấy phần vấn đề, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Tô Cẩm đi theo nguyên cảnh đi vào bên trong, vừa đi lên lầu 2, liền nghe được một trận kích bên trong ầm thanh âm, ba người bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi vào gian kia phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng ngủ, nguyên tinh nhị sụp đổ đấm vào đồ vật, bên cạnh nện bên cạnh ồn ào lăn đi lăn đi a à ngươi ngươi không cần nói không muốn tại bên tai ta nói chuyện chắc lần này bị điên bộ dáng dọa sợ nguyên lịch nguyên lịch ở một bên luống cuốn mắt đỏ vành mắt hắn không dám đến gần nữ nhi chỉ cần hơi tới gần một chút nữ nhi sụp đổ liền sẽ làm sâu sắc hắn sợ hãi đứng ở đằng kia chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi nổi điên lệch ra đầu nguyên lịch nhìn thấy tô cẩm kia một cái chớp mắt tựa như là nhìn thấy cứu tinh giống như hắn vội vã tiến lên, tô quan chủ cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a. À. ngay sau đó, nguyên lịch bắt đầu xin lỗi, ta trước đó đối ngươi bất kính, là lỗi của ta, là ta mắt chó coi thường người khác, tô quan chủ muốn đánh phải không đều được, chỉ cầu tô quan chủ. lời còn chưa nói hết, tô cẩm liền đưa tay đem nguyên lịch ném ra ngoài cửa phòng, ngươi quá ồn, nàng vứt xuống câu nói này về sau, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nguyên tinh nhị mà nguyên cảnh cho nguyên tinh nhị đạo phù kia đã sớm rơi vào trên mặt đất, cho dù nguyên tinh nhị từ đạo phù kia bên trên đi qua, lá bùa cũng chỉ là có yếu ớt phản ứng, tô cẩm nhíu nhíu mày lại, lách mình đến nguyên tinh nhị trước mặt, đưa tay tại nàng giữa lông mày một điểm, nguyên tinh nhị bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, cả người thậm chí có chút thoát lực, dưới chân mềm nhũng, liền bắt đầu té xuống đất, tại đổ xuống trước đó, tô cẩm nắm ở nguyên tinh nhị, thuận tiện đến cái ôm công chúa, đem người bỏ vào trên giường nguyên tinh nhị khôi phục lý trí yếu ớt nhìn xem đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ cô nương nàng méo một chút đầu tò mò hỏi ngươi là tiểu tiên nữ sao nàng nhớ kỹ vừa rồi chính là vị này tiểu tiên nữ cứu nàng đầu ngón tay tại nàng mi tâm một điểm nàng kia gần như sụp đổ đại não nháy mắt thanh tĩnh lý trí cũng khôi phục tô cẩm cười lắc đầu thanh âm ôm nhu cực không phải ta là nguyên cảnh mời đi theo ngươi có thể gọi ta tô quan chủ dứt lời tô cẩm quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia đạo hộ thân phù, tay nàng duỗi ra, hộ thân phù liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng, nguyên cảnh bước nhanh đi qua, cũng nhạy cảm ý thức được vấn đề, tô cẩm kiểm tra một lần hộ thân phù, hộ thân phù hoàn hảo, sau đó, nàng lại sẽ hộ thân phù dán tại nguyên tinh nhị trên đầu, nguyên tinh nhị nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn trên mặt mình lá bùa, đáy mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, một lát sau, tô cẩm đem lá bùa bóc rơi, một lần nữa đưa cho nguyên cảnh. Tinh nhị cái tên này thật là dễ nghe, ta gọi Tô Cẩm, ngươi có thể cùng Nguyên Cảnh đồng dạng, gọi ta A Cẩm, A Cẩm. Nguyên Tinh nhị thử hô một tiếng, Tô Cẩm dỗ hài tử giống như sờ sờ Nguyên Tinh nhị đầu, Tinh nhị, có thể nói cho ta một chút ngươi xuất hiện nghe nhầm thời điểm, cũng nghe được cái gì sao? Nguyên Tinh nhị sắc mặt trắng nhợt, dường như lâm vào kinh khủng trong trí nhớ, hồi lâu, nàng mới run vừa nói nói, ta ban sơ nghe được cái kia âm thanh kỳ quái thời điểm, nó luôn luôn tại bên tai ta nói với ta, đem ngươi mệnh cho ta, nó một mực nói một mực nói, chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, nó liền sẽ cuốn lấy ta, về sau, nó không chỉ có ở buổi tối nói chuyện với ta, liền ban ngày, nó cũng sẽ nói chuyện với ta, nó giống như dần dần gắt gỏng, tính tình cũng càng ngày càng không tốt, tựa như là mất kiên trì đồng dạng, ta có thể cảm giác được, nó giống như đang buộc ta sụp đổ. Tô Cẩm nhìn chầm chầm nguyên tinh nhị tướng mạo nhìn trong chốc lát, nàng đưa tay rơi vào nguyên tinh nhị trên cổ tay có một vệt nhàn nhạt ánh sáng như sợi tơ hình nhanh chóng tiến vào nguyên tinh nhị trong thân thể Dây lát cô cẩm thu tay lại đừng lo lắng ta giúp ngươi giải quyết hết cái tên xấu xa kia ta không có điên là có người muốn hại ta nguyên tinh nhị ý thức được cái gì nhỏ giọng hỏi thăm xinh đẹp như vậy tiểu cô nương làm sao lại điên đâu cô cẩm hống một câu bên cạnh nguyên cảnh nghe rất là kinh ngạc A à, Cẩm đối tinh nhị thái độ, có phải là quá ôn nhu rồi? Giống như không đúng lắm, Tô Cẩm tiếp tục nói, tinh nhị chuyển cái người đeo đối ta, được không? Tiếng nói vừa dứt, nguyên tinh nhị liền dựa theo Tô Cẩm ý tứ trở mình. Tô Cẩm nhìn chầm chầm nguyên tinh nhị vai phải, đưa tay đưa nàng cổ áo về sau kéo một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đồ án rơi vào Tô Cẩm trong tầm mắt, nguyên cảnh ánh mắt phức tạp. Đây là hình xăm, chương 380, lấy mạng tấm chú nguyên cảnh nhìn trước mắt hình xăm đồ án nói không nên lời cụ thể là cảm giác gì nhưng nhìn thấy lần đầu tiên liền để hắn cảm thấy rất không thoải mái cái này hình xăm là chuyện gì xảy ra nguyên cảnh truy vấn nguyên tinh nhị có chút xấu hổ trước mấy ngày đi một chuyến hình xăm cửa hàng sau đó nhìn thấy cái này đồ án nhìn rất đẹp liền để hình xăm sư văn ngươi cảm thấy cái này đồ án đẹp mắt nguyên cảnh có chút kinh ngạc cái này đồ án thấy thế nào đều rất kỳ quái đúng lúc ấy ta liếc mắt liền bị cái này đồ án hấp dẫn ta cảm thấy cái này đồ án lộ ra một chút thần bí nguyên tinh nhị nhỏ giọng nói thanh âm cũng càng ngày càng thấp đường ca ta chính là nhất thời tâm huyết dân trào mới đi hình xăm nàng giống như là sợ hãi nguyên cảnh hiểu lầm vội vàng giải thích nguyên cảnh quay đầu đi xem tô cẩm a à, cẩm cái này sự tình dễ giải quyết sao tô cẩm như cũ đang ngó chừng hình xăm đồ án nàng lắc đầu chỉ nói câu làm cái tiểu phú bà không sung sướng sao văn cái gì thân nói xong nàng đưa tay liền che ở hình xăm bên trên nguyên tinh nhị rung lên hoảng hốt ý thức được một sự kiện là hình xăm có vấn đề sao thế nhưng là một cái hình xăm có thế có vấn đề gì nguyên tinh nhị nghĩ mãi mà không rõ vài giây đồng hồ về sau tô cẩm liền thu tay lại chỉ thấy nguyên tinh nhị vai phải sau hình xăm đồ án hiện ra nhàn nhạt hắc khí không chỉ có như thế bức đồ án kia có mấy bút tiêu tán rất nhanh liền lộ ra chân chính hình xăm đồ án Nguyên cảnh sắc mặt biến hóa, cái này đồ án rõ ràng là cái phù chú, nhưng cụ thể là cái tác dụng gì, hắn nhìn đoán không ra. Tô Cẩm nói thẳng, cái này sự tình có chút phiền phức. Nàng vừa nói vừa khoa tay một chút nguyên tinh nhị quần áo, người bộ y phục này để ý ta cắt may một chút sao? Nguyên tinh nhị còn có chút mộng. Một giây sau, Tô Cẩm giúp nàng bó tốt quần áo, sau đó ngón tay tại có hình xăm đồ án địa phương phủi đi một chút. Giây lát, Tô Cẩm đem khối kia vải vóc bóp trong tay nàng mắt nhìn kiệt tác của mình rất là hài lòng ân rất tốt chỉ có hình xăm đồ án lộ ra tránh xấu hổ tô cẩm đi tới cửa mắt nhìn phương tri hạt cùng nguyên lịch nàng đối nguyên lịch chân thành nói con gái của ngươi xảy ra chuyện nguyên nhân tìm được dứt lời mấy người đi trở về gian phòng tô cẩm chỉ vào cái kia hình xăm đây không phải phổ thông hình xăm đây là một loại lấy mạng hình xăm nguyên lịch sắc mặt đại biến hơi kém liền ném xuống đất nguyên tinh nhị cũng là sắc mặt trắng bệch nàng không rõ mình chỉ là phản nghịch một chút, làm sao sẽ còn gặp phải loại này đáng sợ sự tình. Cô Cẩm chú ý tới nguyên tinh nhị cảm xúc biến hóa, nàng đi qua ấm giọng trấn an, yên tâm, cái này sự tình ta có thể giải quyết, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được. Ai, còn trẻ như vậy tiểu cô nương, nhất định rất sợ hãi, nàng phải ôm nhu, để tránh đem người dọa khóc, nếu là dọa khóc, phiền toái hơn. Nguyên lịch sắc mặt khó coi nhìn qua nhà mình nữ nhi, giống như bất đắc dĩ, lại như tức giận, ngươi là có cái này hình xăm về sau mới xuất hiện nghe nhầm sao nguyên tinh nhị liếc hắn một cái không quá nghĩ phản ứng hắn nhưng quay đầu lại đối bên trên tô cẩm ánh mắt ôm nhu nàng tinh tế suy tư một chút sau đó gật đầu hình xăm cùng ngày ban đêm làm cái rất đáng sợ ác mộng ngày thứ hai ban đêm liền bắt đầu xuất hiện nghe nhầm là có người hay không để ngươi đem mệnh cho nó một mực không có gì tồn tại cảm phương tri hạt đột nhiên hỏi một câu đúng nguyên tinh nhị kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân nàng vừa rồi lúc nói cái này người cũng không trong phòng nàng kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết phương tri hạt thần sắc có chút phức tạp loại này lấy mạng hình xăm ta trước đó tại trên tấm ảnh gặp một lần hắn nhìn về phía tô cẩm giải thích nói trước đó tại đặc thù tiểu tổ thời điểm gặp được loại tình huống này có điều rất đáng tiếc vụ án kia chuyển tới trên tay của ta thời điểm người trong cuộc đã không có hắn vừa dứt lời liền bị Tô Cẩm trừng mắt liếc, phương tri hạt, sau đó hắn liền chú ý tới nguyên tinh nhị có chút không nín được cảm xúc, hốc mắt bá liền đỏ, ta, ta cũng sẽ chết sao? Nàng ngay từ đầu cho là mình có thể là tinh thần có vấn đề, sau đó lại phát hiện, mình tinh thần không có vấn đề, là có người hại nàng, nàng còn chưa kịp cao hứng, lại cho nàng ném như thế một cái quả bom nặng ký, Tô Cẩm vội vàng khuyên một câu, ngươi đừng nghe hắn nói mò, đó là bởi vì lúc trước hắn không có gặp phải ta có ta ở đây ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện nguyên cảnh cũng đi theo khuyên bảo lão gia tử sự tình chính là a cẩm giải quyết đúng vậy a à. tinh nhị ngươi đừng nhìn tô quan chủ trẻ tuổi nhưng nàng thực lực phi thường lợi hại liền tam thanh quan chủ cũng một mực khen nàng tam thanh quan chủ ngươi biết không là vị cao nhân nguyên lịch ở một bên đi rồi đi rồi nói một hồi lâu nói xong hắn mới phát hiện tô cẩm sư đồ còn có nguyên cảnh đều đang nhìn hắn hắn bị nhìn có chút chột dạ ta đây là ăn ngay nói thật tô quan chủ vốn là rất lợi hại lúc trước hắn chỉ là lo ngại mặt mũi không vui lòng thừa nhận còn nữa nếu không phải tô cẩm nhắc nhở hắn hắn cũng không thể nhanh như vậy liền chú ý tới nữ nhi vấn đề nếu là mình chậm chút thời gian lại phát hiện sợ là thật muốn xong nguyên lịch toàn thân rung lên một cái tô quan chủ nữ nhi của ta sự tình xin nhờ ngài hiểu lầm lúc trước tô cẩm đưa tay đánh gãy hắn Nguyên nhị gia, ta người này từ trước đến nay rộng lượng, chưa từng sẽ cùng hộ khách so đo. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thù lao là được. Nàng mới sẽ không cùng hộ khách không qua được, cùng hộ khách không qua được, chẳng khác nào cùng tiền không qua được. Nói xong lời này, cô cẩm ra hiệu mấy người khác ra ngoài. Các ngươi đi bên ngoài chờ lấy là được. Đêm nay ta ở chỗ này theo nàng. Cô cẩm nói xong, thấy nguyên cảnh còn có nguyên lịch đều kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngượng ngùng nói, ta sơ sẩy quên giải thích với các ngươi loại này lấy mạng hình xăm, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một loại thuyết pháp, độc tử hoặc là chết oan chết uổng người, không cách nào chuyển thế đầu thai, cần tìm kẻ chết thay mới có thể giải thoát, cho nên luôn có chút vong hồn vì mình giải thoát, nghĩ biện pháp chế tạo ngoài ý muốn, mưu hại nhân mạng, để nó trở thành mình kẻ chết thay, mà loại này lấy mạng hình xăm chính là một loại trong đó phương thức, hình xăm bên trên đồ án là một loại chú thuật các ngươi có thể hiểu thành một loại khế ước phương thức, hình xăm sư lấy lệ quỷ tinh khí cùng tự thân một giọt máu, lẫn vào trong đó, từ đó, cái này lệ quỷ liền cùng người bị hại có khế ước liên hệ, nhưng nó không thể trực tiếp tác người bị hại sinh mệnh, hoặc là người bị hại tự nguyện, hoặc là người bị hại bị buộc đến tự sát, loại này hình xăm cấm chú, sớm tại nhiều năm trước liền bị đạo môn chỗ không dung, có điều, hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là có cá lọc lưới cho nên vậy chỉ cần muốn nguyên tinh nhị chết thay quỷ một mực đang ý đồ ảnh hưởng nguyên tinh nhị ý đồ đem nguyên tinh nhị bứt điên nguyên tinh nhị người đều dọa sợ nàng cũng không có nghĩ đến sự tình đầu nguồn thế mà là hình xăm nước mắt của nàng lạch cạch lạch cạch rơi xuống bộ dáng nhìn không tốt lắm tô cẩm đưa thay sờ sờ nguyên tinh nhị đầu lòng bàn tay ấm áp thanh âm vẫn như cũ ôn nhu con quỷ kia đêm nay khẳng định sẽ còn hành động ta giúp ngươi đem nó đánh ngã mặc cho ngươi giáo huấn có được hay không. Nguyên tinh nhị trong hai mắt lóe ra nước mắt, ngửa đầu như cái tiểu khả liên giống như nhìn qua tô cẩm, tạ ơn tô tỷ tỷ. nghe vậy, tô cẩm động tác trên tay càng ôm nhu.